Kinh Lăng Nghiêm, 25 Pháp Môn Viên Thông, buổi giảng thứ 6. Chào, kính chào sư phụ. Cảm ơn quý vị ở lại. Cảm ơn sư phụ đã đến. Ồ, tôi à, không có chị. Đại Hàn về hết rồi hả? Người xuất gia Đại Hàn về rồi. Người Đại Hàn tại gia ít bận hơn. Người Đại Hàn đâu rồi? Đại Hàn vẫn còn đây chứ. Bây giờ ở đằng sau đó à? Quý vị không có việc làm hả? Tại sao người xuất gia phải ra về, còn người tại gia lại ở lại? Thông thường, người xuất gia ít công việc hơn, phải không? Ý ta nói, dĩ nhiên chăm sóc chùa chiền này nọ. Nhưng đôi khi, họ phải làm lễ, phải không? Như tang lễ cho người chết, người sống và bất cứ ai. Ở Ấn Độ, khi Minh Sư giảng Pháp, họ chồng nhiều giường lên nhau, rất cao, để ai cũng thấy được. Nhưng ở đây, tôi không biết mình chồng cao được bao nhiêu, bởi vì có cái mái. Hầu hết, các vị Minh Sư không tổ chức bế quan hay gì cả. Có lẽ có một số lễ hội rồi mọi người đến đó ca hát, nhảy múa hoặc ăn uống, phải không? Cô Ấn Độ nói tôi nghe họ làm gì ở Radha Swami. Vâng, họ chỉ đến đó, nghe Minh Sư giảng Pháp. Rồi sau đó mọi người họ đi ngủ, có thể trở về chỗ của họ giống như chúng ta ở đây. Và mạnh ai nấy thiền. Đúng, nhưng không phải tất cả, nhiều người thiền. Không phải ai cũng thiền, đúng không? Không phải như hàng ngàn người cộng tu, phải không? Có không? Thưa sư phụ, họ có. Có à? Dạ. Bao lâu? Một tuần. Họ chỉ làm theo giờ giấc của họ, nhưng họ vẫn ở đó. Ồ, lúc đó, có lẽ một ngày. Dạ, ngày hôm đó. Dạ, như ngày sinh nhật của vị thầy hay ngày nào đó. Dạ đúng, hiểu, hiểu. Tôi không thấy thế, tôi chỉ thấy vị thầy giảng Pháp. Có lẽ vào Chủ nhật hay gì đó. Dạ, thưa sư phụ, một số người đến nghe rồi về. Không biết họ có ăn hay không. Nhưng tôi thấy ở đạo tràng lớn hơn, họ nấu ăn cho mọi người. Dạ, đạo tràng đó, họ cũng nấu, thưa sư phụ. Họ cho mọi người thức ăn. Và có ai đó ra hát trước, rồi vị thầy thuyết pháp, rồi ngồi trên đài cao, đài rất cao, rồi kết thúc. Có lẽ vị thầy giảng pháp một hoặc hai tiếng, rồi mọi người ra về. Thông thường, thưa sư phụ, chỉ giảng 45 phút. Di cưng, 45. Giảng pháp 45 phút. Đúng 45 phút à? Dạ, thưa sư phụ. Tại sao lại 45 mà không phải 46? Ngài Babaji nói, mọi người không thể tập trung nghe lâu hơn thế. Ồ, vậy là tôi ở quá. Thời gian mong đợi hả? Thôi được, bây giờ mấy giờ rồi? Đừng ạ. Hãy đặt đồng hồ quá giờ. Đừng mà, sư phụ. Tại sao? Quý vị nói gì? Hôm qua thật tuyệt vời ạ. Tuyệt vời. Dạ, 5 tiếng là tuyệt vời. Trừ thời gian quý vị nói xem vô. Và mấy câu hỏi của quý vị là nửa tiếng thì đó là 4 tiếng rưỡi. Hôm qua hơn 5 tiếng. 5 tiếng rưỡi. Vậy là 5 tiếng khoảng đó. Tôi cũng không biết sao tôi làm được như vậy. Nếu nói chuyện với người thường, có lẽ 10-15 phút tôi đã mệt rồi. Tôi không thể cứ nói liên tục như vậy. Được rồi, cho nên việc tâm linh nó khác. Có lẽ là lực gia trì nên mình mới tiếp tục được. Và quý vị có tài siêu hạng, sức tập trung dẻo dai, không thiếu tập trung. Ồ, quý vị bất khả tư nghị. Quý vị có gì đó đặc biệt. Có thể nghe hàng tiếng đồng hồ. Sao? Đặc biệt ạ? À? Ngài mới đặc biệt, thưa sư phụ. Tôi đặc biệt à? Dạ. Thầy nào trò nấy mà, phải không? Cả hai chúng ta đều đặc biệt. Tốt, tốt. Vậy thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục. Cảm ơn sư phụ. Với văn thù sư lợi, tôi phải cảnh báo quý vị trước là dài bao nhiêu? 8 trang dài. Có những vần điệu như thơ. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian
để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị Minh Sư nhập Niết Bàn. Và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển. Để tôi có thể đọc cho quý vị, chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương, dâng hoa, lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chai hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả. Để ít ra khi người khác họ nghe tới danh hiệu của chư Phật, thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Vậy bây giờ, bởi vì hôm qua, nhớ không? Đức Phật nói rằng, Ngài muốn khiến cho A Nan khai ngộ. Vì vậy, Đức Phật yêu cầu Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát quán sát tất cả 25 vị A-la-hán. Những vị bất thoái A-la-hán, những vị bất thối Bồ Tát đã kể về 25 pháp môn. Ông có thể giảng giải cho tôn giả A Nan cùng toàn thể tăng chúng và tất cả chúng sinh sau khi ta Đức Phật diệt độ, sau khi ta nhập Niết Bàn, rằng phương tiện nào là tốt nhất, ý nói thích hợp nhất, tất cả đều rất tốt. Đức Phật ca ngợi tất cả phương pháp này đều là phương tiện rất tốt để đạt khai ngộ, bởi vì tất cả các vị đó đều đã khai ngộ trở thành A-la-hán hay Bồ-Tát sau khi học thông những pháp môn này. Thậm chí từ ức kiếp về trước đã cho họ lực lượng để tiếp tục cho tới khi Phật Thích Ca Mâu Ni giáng thế, và rồi họ tiếp tục tu và để giúp đỡ trong thời của Ngài. Cho nên, tất cả đều là những pháp môn rất tốt. Phật không nói, ồ, pháp môn này không tốt, pháp môn đó kém hơn. Không. Ngài tán thán hết, nhớ không? Tôi sẽ đọc lần nữa. Phật nói rằng, này ông hãy quán sát 25 vị Đại Bồ Tát và A-la-hán này, cũng như pháp môn của họ. Các vị đạt đến bậc vô học rồi, nghĩa là họ đã giải thoát. Họ không cần lời giải thích thế gian để phát tâm thành thánh nữa. Họ biết mọi điều. Họ đã kết thúc việc tu học. Họ đã đạt quả vị A-la-hán hay Bồ-Tát rồi. Mỗi vị đều nói phương tiện ban đầu để thành đạo. Tất cả họ đều nói đã tu tập tánh viên thông chân thật đều như nhau, không phân cao thấp, không chia trước sau, nghĩa là tất cả đều tốt, tốt, tốt. Bây giờ, vì Ngài muốn A Nan đạt khai ngộ nhanh hơn, quý vị thấy A Nan đã theo Phật bấy lâu mà Phật vẫn chưa dạy A Nan pháp môn Quán Âm. Còn quý vị chẳng biết từ đâu ra, tôi thậm chí không biết quý vị sống ở đâu, làm gì. Còn cái nhà ai? Quý vị hầu như được truyền tâm ấn ngay lập tức. Bây giờ, bởi vì tôi không chạy khắp thế giới nữa, nên họ phải tịnh hóa bản thân và nghiên cứu chút đỉnh giáo lý để họ biết tại sao họ muốn thọ tâm ấn. Vậy, phải biết chắc rằng giải thoát là điều họ mong cầu, chứ không phải quyền lực thế gian hoặc thần thông hay danh lợi. Tôi đoán quý vị may mắn hơn A Nan. Mãi đến lúc này mới ta muốn khiến cho A Nan khai ngộ. Tội nghiệp A Nan, phụng sự Phật bấy lâu
mà vẫn chưa được pháp môn chính, pháp môn tốt. Ông chưa khai ngộ. Thành ra Ngài nói, Đức Phật nói, ta muốn khiến cho Anan đạt khai ngộ. Anan chưa khai ngộ chút nào tại thời điểm đó. Tuy đã theo hầu Phật suốt thời gian đó, cận kề bên Ngài ghi nhớ rất rất nhiều bài giảng và phép màu xảy ra trong tăng đoàn và trong tín chúng của Phật. Tưởng tượng xem. Cho nên, trí óc thông minh hoặc khả năng ghi nhớ bén nhạy không có nghĩa gì hết. Nhưng chúng ta phải cảm ơn Tôn giả Anan về tất cả điều này, hiểu không? Ông nhớ hầu hết kinh này. Có lẽ lúc đó ông ghi nhanh xuống, có lẽ ông đã học tóc ký. Vì thời đó chúng ta không có máy móc. Nên ông chắc phải giỏi và ông nhớ hết. Hoặc là ông viết xuống trong khi nghe, hoặc ông nhớ và viết xuống sau đó, hoặc bảo người khác làm việc đó. Quý vị thấy không? Vậy nên chúng ta phải luôn cảm ơn ông, bởi vì chính tôi được nghe, nghĩa là A Nan đã viết như vậy. Nghĩa là tôi đã nghe Phật nói điều này, điều kia, luôn luôn giống vậy, điều đó nghĩa là từ A Nan. Ồ, ông thật vĩ đại, thành ra họ gọi ông là đệ nhất trí nhớ. Và Văn Thù Sư Lợi là đệ nhất trí huệ. Ngài có đại trí huệ khi tu theo Đức Phật. Dĩ nhiên, Ngài đã tu hành vô số nhiều kiếp như cát sông Hằng. Như cát sông Hằng. Ồ, quý vị có trí nhớ tốt quá, trí nhớ đệ nhất. Quý vị nhớ hết mọi thứ, biết mọi thứ. Vậy bây giờ Đức Phật yêu cầu Văn Thù Sư Lợi, bởi vì Ngài là vương tử, pháp vương tử. Khi quý vị có trí huệ hoặc tu hành vượt bậc, thì Đức Phật sẽ gọi quý vị là Pháp Vương Tử hoặc đại chúng sẽ đặt quý vị danh hiệu như vậy. Cũng như tôi được đặt danh hiệu Vô Thượng Sư. Họ nói đó là danh hiệu của tôi. Sau bao năm qua, giờ đây, mọi việc đã đâu vào đấy rõ ràng. Quý vị có thể thấy mọi thứ đều đâu vào đó. Tại sao tôi làm việc này? Tại sao tôi có danh hiệu đó? Tại sao tôi có danh hiệu này? Và tại sao Thanh Hải mà không là tên khác? Có hiểu những điều đó không? Mọi thứ như trò chơi ghép hình và bây giờ ăn khớp hoàn hảo thành bức tranh toàn cảnh. Dạ, có nhớ khi tôi ra giảng Pháp, có người hỏi tôi, tại sao Ngài tự xưng hoặc để đệ tử gọi Ngài là Vô Thượng Sư? Tôi chỉ tự nhiên, tôi thấy tự nhiên thôi, đó là tôi mà, nên tôi nói, tại sao không? Tôi là Vô Thượng Sư mà. Tôi không có ý kiêu ngạo hoặc gì cả. Con biết, con nhớ ạ, tôi thấy tự nhiên vậy thôi. Nó là như vậy. Bằng không, tôi đã mắc cỡ, nói, ồ, tôi không biết, người ta gọi tôi như vậy, thôi kệ đi. Nhưng không, tôi chỉ cảm thấy tự nhiên, không cảm thấy hãnh diện hay gì hết. Chỉ cảm thấy như tên của quý vị là Sanja, tôi đến từ Nam Phi, thế thôi. Không có gì hãnh diện hay không có gì mắc cỡ. Tên của mình, địa vị của mình, quốc gia của mình, người ở đâu tới, thế thôi. Tôi chỉ phản ứng như vậy thôi. Quý vị có thấy cái ngã hay gì không? Không, tôi không cảm thấy cái ngã. Thông thường tôi sẽ ngượng, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy thật tự nhiên, như thể Thượng Đế muốn tôi trả lời như vậy. Con cảm thấy vui khi nghe sư phụ nói thế, thưa sư phụ. Cách Ngài giải thích điều đó khiến chúng con cảm thấy thật vui sướng là Thượng Đế đang ở đây. Ờ, cô có mặt ở đó à? Dạ, thưa sư phụ. Ờ, hiểu rồi. Vậy thì tốt. Lúc đó có phải ở Phi Châu không? Hay ở Âu Châu? Không, con nghĩ đâu đó ở Âu Châu ạ. Âu Châu, à, được rồi. Và tôi nghĩ cả hội trường cũng cảm thấy đó là điều tự nhiên. Không có ngã chấp hoặc kiêu căng. Tôi không cảm thấy họ nghĩ vậy. Tôi không cảm thấy từ hội trường dội lại tôi như thể, ồ, mấy thứ rác rến hoặc tự đề cao. Không, không. Tôi cảm giác là họ cảm thấy vậy là thành thật. Một cảm giác rất dễ chịu sau đó, cho cả chính tôi nữa. Tôi không luôn cảm thấy dễ chịu như thế, nhưng hôm đó cảm thấy rất dễ chịu. Ngoài ra, một ngày nọ tôi ở Úc và một anh chàng cứ đứng lên thuyết giảng sau phần vấn đáp. Hoặc có lẽ không phải lúc đó, trong buổi thuyết pháp của tôi, anh ta cứ đứng thuyết giảng những thứ riêng của anh ta. Và tôi chỉ nói, tôi mời anh im đi, và mọi người đều vỗ tay. Quý vị cũng có đó hả? Nhưng quý vị thấy điều đó chứ? Quý vị thấy lần thuyết pháp ở Úc tôi rất lịch sự.
Với người khác, tôi rất hiền hòa. Vì việc của tôi không phải là đục đẽo họ thành cái gì hữu ích. Chưa, có lẽ sau này. Có lẽ khi họ trở thành đệ tử. Nếu tôi muốn đục đẽo miếng gỗ không có hình thù thành cái gì đó đẹp và hữu ích, thì mình phải ra công. Phải không? Khắc chạm tỉ mỉ. Nhưng đừng để bị đục đẽo ha, hơi đau đớn cho cái ngã đó. Chúng ta không cần quá nhiều tượng gỗ bị đục đẽo. Tôi cũng chán đục đẽo rồi. Bây giờ quý vị đã trưởng thành, quý vị học gì đó cao hơn, chấp nhận và hấp thu nó. Tốt cho từ trường của quý vị, tốt cho bản thể quý vị. Rồi Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử, lãnh thọ thánh chỉ từ bi của Đức Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi nương vào uy thần của Phật, dùng kệ để đáp lời Phật. Tôi tin chắc ông là Pháp Vương Tử. Ông thật sự là đệ nhất trí huệ. Nhìn xem, ông đã ứng khẩu những vần thơ đó. Dĩ nhiên, nó được dịch khác đi, nhưng nếu đó là bản gốc bài thơ hẳn, rất vần điệu và dễ nhớ. Quý vị thấy nguyên bài chứ? Thật sự, ngay lập tức xuất khẩu thành thơ từ trí huệ của Văn Thù Sư Lợi. Không phải tuyệt diệu sao? Dạ, được rồi, bây giờ tôi sẽ đọc. Hy vọng tôi không có quyển lịch dài, bởi vì ông là vị thần trí huệ. Ông là trí huệ Bồ Tát, có lẽ ông rất sáng suốt. Và nhất là, chúng ta đã nghe rất nhiều lời giải thích rồi, rất nhiều quyển lịch trước đây rồi, từ Quán Âm Bồ Tát và từ bản ngã khiêm tốn của tôi. Có lẽ chúng ta không cần gì nữa. Rồi quý vị có thể nghỉ ngơi sớm. Cảm ơn cô đã làm bánh chapati thuần chay và samosa thuần chay. Ngon lắm. Tôi ăn có một nửa thôi. Nửa cái bánh samosa vì cô làm bánh lớn. Ồ, thật rộng lượng nên tôi chia sẻ với mà đói. Họ thích lắm. Họ cũng cảm ơn cô. Nhưng lát nữa tôi sẽ ăn thêm. Chỉ là tôi không có thời gian. Không có thời giờ. Tôi chỉ ăn qua loa vài ba miếng. Để tôi có thể đưa phần còn lại cho các ma đói. Nhưng tôi sẽ thưởng thức sau. Khi thật sự đói bụng, khi thật sự đói, hầu như tôi không thể ăn. Con hy vọng sư phụ thích. Cảm ơn cô, tôi sẽ thích. Lâu rồi không ăn sao con thích được. Và món cà ri thuần chay nữa, cô cũng làm à. Ai làm món cà ri đậu gà? Dạ có sư phụ. Ồ, tôi ăn cùng với bánh samosa, ngon lắm. Nhưng tôi không có thời giờ. Tôi phải ký và sửa nhiều giấy tờ trước khi xuống. Rồi tôi cũng cần phải chỉnh sửa bản thân nữa. Thưa sư phụ, ngài trông thật đẹp và mặc y phục để trông chỉnh tề, nên phải mất thời gian. Vì vậy tôi không luôn có thời giờ để ăn. Tôi ăn khi thật sự đói bụng. Xin lỗi Đức Phật là tôi phạm giới này, rằng sau giờ ngọ thì không thể ăn. Nhưng tôi không có thời gian nào khác. Buổi sáng khi thức dậy, khi xả thiền, tôi không cảm thấy đói. Và rồi nhiều công việc đang chờ, hoặc người và này nọ. Rồi tôi cứ làm việc, áp lực thời gian. Đôi khi tôi vừa ăn vừa làm việc. Nhưng đôi khi tôi không thể, bởi vì không có công việc ở đó, tôi phải làm vài công việc khác. Không thể mang chapati đến đây. Rồi làm việc và nói, ồ, Văn Thù Sư Lợi, ngon, ngon. Lãnh thọ thánh chỉ của Đức Phật, nhâm nhâm, ngon, ngon, ngon. Đây là công việc khác, hiểu chứ? Ở chỗ riêng của tôi, thí dụ ký văn bản, chỉnh sửa kịch bản, thì còn ăn được, không ai nhìn thấy tôi. Và nếu miệng có nhâm nhâm cũng không ai nghe thấy, và giấy tờ không nói chuyện với tôi, không gì cả. Còn ở đây tôi không thể, đây là công việc khác. Vì vậy tôi không thể ăn, nhưng tôi sẽ ăn. Tôi đã ăn một chút rồi. Mấy món đó rất ngon, rất ngon. Cảm ơn sư phụ đã cho con cơ hội để có thể làm gì đó cho ngài. Ờ, dĩ nhiên rồi. Tôi thích cơ hội của cô. Tôi thích cho cô cơ hội đó bất cứ lúc nào. Rất hân hạnh. Thưa sư phụ, chúng con ở đây một tuần nữa. Con sẽ làm mấy món khác cho ngài.
Một tuần nữa? Ồ, chà, thật sao? Ồ, đừng nói với mọi người, họ sẽ ghen tị đấy. Vì cô không thể làm cho hàng ngàn người. Không ạ, vậy nên có lẽ chỉ cho tôi và một số. Tôi sẽ chia với nhân viên sau đó. Nếu có nhiều, tôi sẽ chia với họ. Hôm qua, tôi về nhà, và họ đưa cho tôi chút mì thuần chay. Và chút súp tổ thối thuần chay, tôi không ăn được nhiều. Lẽ ra là rất đói bụng, nhưng lại không cảm thấy đói lắm. Vậy nên tôi ăn một ít và cũng đưa cho nhân viên. Còn tùy có bao nhiêu. Một số nhân viên làm việc muộn, không phải tất cả. Một số nhân viên đã nghỉ ngơi hoặc thiền rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta cảm ơn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vì ông tóm tắt tất cả 25 pháp môn này thành bài thơ ngắn cho chúng ta. Nó không ngắn, nhưng ngắn so với mấy quyển lịch mà chúng ta có trước đó. Ông dùng kệ đáp Phật rằng, biển giác tánh lặng và viên mãn. Như quý vị thấy đấy, khi tọa thiền, đôi khi quý vị không thấy gì khác ngoài tánh sáng và viên mãn. Và cũng cảm nhận nữa, vốn nhiệm màu, viên mãn trong lặng, như nhau, vốn nhiệm màu hoặc tánh khai ngộ đều giống nhau. Điều giống nhau được giải thích diễn đạt bằng những từ ngữ khác. Tánh bản minh chiếu thành ra cảnh. Tướng cảnh lập, mất tánh bản minh. Nào, đây là vật lý lượng tử. Tự nhiên như vậy, chỉ có tánh sáng, đó là Phật tánh, hay tánh khai ngộ. Và nó hoàn toàn trong sáng. Thông thường đó là sự tĩnh lặng, sáng tỉnh, chỉ có ánh sáng. Và khi nó tự mở rộng, khi nó tỏa sáng thì nó tỏ lộ, rồi mọi thứ bắt đầu hiện hữu. Ý của ông là vậy đó. Nhưng rồi khi tất cả sự tỏa sáng trở thành sự hiện hữu, thì tánh sáng ngưng lại. Ánh sáng rực rỡ ngưng lại, nghĩa là một khi ánh sáng đã vào một hình thể, thì quý vị không thấy ánh sáng rực rỡ đó bên ngoài nữa. Ý nói không thấy thực tại của ánh sáng nữa. Vì thế mà quý vị có ánh sáng thiên đàng nội tại bên trong quý vị. Bằng chứng là khi tọa thiền quý vị thấy nó hoặc có thể không. Đôi khi, vậy đó. Nhưng không sao, có bằng chứng. Bên trong quý vị có ánh sáng. Bằng không, quý vị tìm nó ở đâu ra? Nó không phải từ ánh đèn. Quý vị nhắm mắt mà, nó không phải từ tai. Quý vị không nghe nó bằng tai của mình. Cho nên khi tọa thiền, quý vị thấy ánh sáng bên trong. Đó là bằng chứng rằng nguyên thủy quý vị đến từ ánh sáng này. Quý vị là một phần hay được hợp nhất. Quý vị và tánh sáng là một thứ. Chính vì thế, đôi khi quý vị tọa thiền tốt đối với một số người, quý vị chỉ thấy ánh sáng rực rỡ, không có gì khác. Không thân thể, không quý vị, không tôi, không thế giới. Toàn thể pháp hội ở đây có thể tan biến vào ánh sáng. Văn Thù Sư Lợi đã nhận ra sự thật này, nên ông nói như vậy. Ông nói ông đã trình bày với Đức Phật, nhưng bởi vì Phật hỏi thì không có nghĩa là Phật không biết. Phật mệt. Tôi nghĩ Ngài đang nghỉ ngơi, cứ để mọi người nói, trình bày. Rồi Văn Thù Sư Lợi nói điều đó. Vậy bây giờ, bởi vì điều đó, bỗng nhiên không còn tánh sáng ở bất cứ đâu nữa, và nó gây ra sự mê mờ lẫn lộn, cho nên ông nói, do mê vọng thấy có hư không, nương hư không, hình thành thế giới, thời gian và không gian. Đây là lượng tử, vụ nổ lớn. Khi năng lượng thật bùng nổ, thì khắp nơi hỗn loạn. Hỗn loạn do sự sắp xếp lại, hay điều chỉnh lại, hoặc điều chỉnh này kia và hư vọng, bởi vì không có ánh sáng tỏa ra xung quanh nữa, và rồi hư không xuất hiện. Đó cũng có thể giống như bóng tối, trong mê vọng. Nếu quý vị không là Phật nữa, nếu quý vị không phải trong trạng thái tâm trí của Phật, nếu mọi chúng sinh đã trở nên mê mờ, thì hư không sẽ xuất hiện từ sự mê mờ và tà kiến đó.
và nương hư không hình thành thế giới. Hiểu không? Ban đầu không có thời gian lẫn không gian, cũng như khi quý vị thiền hoặc khi vui vẻ, thời gian trôi rất nhanh. Thực sự thời gian này hoàn toàn không hiện hữu. Thời gian chỉ là từ ngữ tương đối, nhưng chúng ta quá quen với nó, nên chúng ta làm việc 8 tiếng, ngủ 7-8 tiếng, ăn khoảng 1 tiếng. Mọi thứ chúng ta tính toán như là ồ, 1 tiếng cho việc này. Và rồi, từ hư không mà có thời gian và không gian. Tưởng lắng động, tư tưởng của chúng sinh lắng động, thành quốc độ, tri giác phân biệt, thành chúng sinh. Sau sự chuyển động của năng lượng, bất cứ điều gì có thể phân biệt đều trở thành ý niệm. Và sau khi ý niệm hình thành, nó lắng động. Nó lắng động đây đó và hiện thành quốc độ. Cho nên, vạn vật sinh ra từ ý niệm. Không phải ý niệm bình thường, mà có lẽ là ý niệm từ một trong các nguồn sáng tạo, từ một trong các năng lượng sáng tạo. Kinh nói là ý niệm, nhưng nó có thể chỉ như sự chuyển động của năng lượng, va chạm của năng lượng, tái lập vị trí trong vũ trụ sau sự tỏa sáng của tánh sáng hoặc tánh rực rỡ ban đầu, nghĩa là sau vụ nổ. Khoa học gia gọi nó là vụ nổ lớn. Và sau đó, bất cứ năng lượng nào vẫn có thể di chuyển và có thể tương tác với nhau, trở thành như một ý niệm. Cũng như năng lượng, nó có thể di chuyển sự vật, cho nên chúng ta có thể gọi nó là ý niệm hay suy nghĩ. Vì ý niệm ở đây không như chúng ta đang nghĩ trong đầu óc mình bây giờ, mà là điều gì đó cao hơn, từ sự tương tác năng lượng với nhau, sinh ra núi non và quốc độ, tri giác phân biệt thành chúng sinh. Bất cứ điều gì không thành, quốc độ hay núi non, mà có cảm giác, mà có sự nhận biết, điều gì đó trở thành chúng sinh. Giống như vụ nổ lớn, và rồi ở đây, một mảnh trở thành một quốc gia. Năng lượng khác lắng động vào các ngọn núi, năng lượng khác lắng động xuống đất, đất bằng phẳng, và một số năng lượng khác lắng động thành một số chúng sinh. À, trước tiên, phải, bất cứ ai, bất cứ gì lắng động, năng lượng đó lắng thành một hình thể chuyển động mà hiểu biết và có cảm giác, được gọi là chúng sinh. Đó là tại sao có chúng sinh. Chúng sinh là một trong những chúng sinh được ra đời từ năng lượng này, năng lượng rực rỡ lắng động ở những nơi khác nhau. Khi nó lắng động vào hình thể này, chúng ta trở thành chúng sinh. Năng lượng mà có thể biết và cảm nhận trở thành chúng sinh. Năng lượng mà không thể nhận biết, nghĩa là như núi, nó có thể biết gì đó, nhưng khác, không phải nhận biết về sự hiện hữu vật chất. Núi có thể biết một số điều khác mà chúng ta không biết, nhưng núi không biết mùi vị của bánh mì thuần chai mà quý vị ăn, hoặc không có cảm xúc của tình yêu lãng mạn như quý vị. Bất cứ ai có thể biết nhiều điều từ sự hiện hữu vật chất và có thể cảm nhận từ sự tương tác với những người khác xung quanh, với chúng sinh sống, di chuyển khác. Đây là những chúng sinh sống. Nếu quý vị biết, có thể biết, có thể cảm nhận, thì quý vị được coi là chúng sinh. Hư không sinh ra trong đại giác như một bọt nước nổi lên giữa biển. Quốc độ hữu lậu như vi trần đều nương hư không mà sinh ra. Bên trong hư không này, sau tất cả những mê loạn, sau vụ nổ là mê mờ, rồi sinh ra hư không. Hư không vẫn còn ở trong đại giác ngộ nguyên thủy, tánh sáng chói ban đầu.
Mặc dù nó có rất nhiều chúng sinh trong đó và các hình dạng hình thể khác nhau, chúng ta dù sao vẫn ở trong sự giác ngộ nguyên thủy, tánh rực rỡ với ánh sáng. Nhưng hư không cũng được tạo ra từ sự khai ngộ. Rồi hư không tạo ra nhiều thứ hơn. Sau sự hỗn loạn thì sự khai ngộ, tánh rực rỡ, tánh bồ đề nguyên thủy tạo ra hư không. Rồi hư không tạo ra những thứ khác. Hư không cũng giống như bọt nước, một bọt nước nổi lên giữa biển. Nhưng những quốc độ mà được tạo ra như hữu lậu vi trần đều nương vào hư không mà sinh ra. Đất và biển chỉ đến từ hư không. Ban đầu nó giống như bụi, thậm chí đất đai chưa thực sự lắng xuống. Chúng có lẽ vẫn còn rất mềm, rỗng và xốp, giống như bụi chưa đông đặc. Thật ra các nhà khoa học miêu tả chúng như khí, những thứ chưa tự đông đặc thành vệ tinh, thành các địa cầu. Họ nói nó giống như khí, nó thật sự là như vậy. Và ở đây ông miêu tả như vi trần, như bụi, có lẽ chưa hoàn toàn đông đặc. Ông miêu tả khởi thủy của Thượng Đế, ông cho chúng ta biết thế giới được hình thành như thế nào. Và tất cả đều được sinh ra từ hư không sau vụ nổ của ánh sáng thiêng liêng. Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn. Hà huống lại có ba cõi sao? Ông nói giả sử hư không này đều bên trong biển, một bọt nước trong biển, nếu nó tan, thì hư không cũng chẳng còn. Chúng ta được tạo ra bên trong hư không này. Nhưng ở đây hư không được miêu tả chỉ như bọt nước trong biển. Khi bọt nổ, thì hư không cũng chẳng còn. Nếu chúng ta có quả bong bóng, thì bên trong bóng có không gian. Không gian trống rỗng, nhưng nếu bóng nổ biến mất thì không còn không gian nữa. Nhưng chúng ta là ảo tưởng, sống trong loại bong bóng này. Và chúng ta có không gian, có thời gian. Nhưng nếu bong bóng nổ, thì chúng ta không thể tìm thấy không gian nữa. Làm sao chúng ta còn đếm được thời gian? Ý của ông là thế đó. Hà huống ba cõi của sự hiện hữu, nghĩa là cõi vật chất, cõi Atula và cõi nhân quả, khả năng suy nghĩ, khả năng sáng tạo của đẳng cấp Atula và đẳng cấp vật chất như con người. Vậy khi bong bóng nổ, khi hư không không còn đó nữa thì chúng ta không có gì hết, tất cả chúng sinh cũng biến mất về nguồn tánh bất nhị. Phương tiện có nhiều đường, tánh giác vốn dung thông, thuận nghịch là phương tiện. Sơ phát đạo tâm vào chánh định, mau chậm chẳng đồng nhau. Ý ông là nếu quý vị muốn trở về bản lai diện mục, cội nguồn của mình, tánh bất nhị, tôi đoán chúng ta hoặc cội nguồn đều là một. Chỉ là chúng ta làm nó khác đi, cho nên tánh không hai. Chúng ta hoặc cội nguồn là như nhau. Chúng ta hay sự khai ngộ Phật tánh là như nhau. Chỉ là chúng ta bị giam trong thân thể này hay chúng ta có vọng tưởng. Phương tiện có nhiều đường, nghĩa là quý vị có thể trở về bản tánh, trở về nguồn cội của mình bằng nhiều pháp môn khác nhau. Nghĩa là có 84.000 pháp môn. Tôi đoán như vậy. Cho nên tánh giác vốn dung thông, nghĩa là bất cứ ai, bằng bất cứ pháp môn nào, bất cứ tánh trí nào đều có thể đạt đạo. Không có gì trọng đại, không vấn đề. Bất cứ phương tiện nào, họ đều có thể tu tập. Nghĩa là quý vị có thể dùng bất cứ pháp môn nào để trở về bản lai diện mục của mình. Thuận nghịch là phương tiện, có nghĩa chỉ là phương tiện, chỉ là pháp phương tiện để trở về chính mình. Sơ phát đạo tâm vào chánh định, mau chậm chẳng đồng nhau. Trước hết, quý vị phải quyết tâm theo đạo, rồi nỗ lực tu hành để nhập định.
Rồi quý vị có thể nhanh hay chậm, tùy vào quyết tâm của chính mình và cũng tùy vào các pháp môn khác nhau. Và cũng tùy vào bản thân nữa, sắc và vọng tưởng kết lại thành trần. Thể tánh của nó không thể thông suốt được. Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy mà mong được tánh viên thông? Chúng ta đến từ bụi trần, từ hư không, nên ông nói hình thể và tư tưởng, dù kết lại với nhau vẫn là bụi trần. Cho nên, thể tánh không thể thông suốt được. Quý vị thậm chí không thể thấy thể tánh hình sắc của chính mình. Hình sắc thật và tư tưởng thật. Từ đâu đến? Chúng ở đâu? Chúng là gì? Mình không thể thấy. Quý vị không thể chạm nó, không thể nắm bắt nó, không thể giải thích nó, không thể phân tích nó. Vậy làm sao chứng được? Ý của ông là bất cứ gì quý vị nương vào, hình sắc hay trí lực, tư tưởng, thì đều không có gì cho quý vị để nương tựa. Ông nói, làm sao từ chỗ không thông suốt ấy mà mong được tánh viên thông? Vì nhiều vị Bồ Tát trước đó, họ nói họ dùng xúc chạm hay nước hoặc bất cứ gì. Nên ông nói bất cứ hình sắc gì, bất cứ gì mà có hình sắc hoặc phẩm chất tinh thần đều là cát bụi, không là gì cả, không thể nương vào chúng. Chúng không đáng tin cậy để mình có một sự tập trung viên mãn. Nếu không thể tập trung tốt thì không thể nhập định. Ý của ông là vậy. Quyển lịch của tôi cũng nói vậy. Ông giải thích tất cả điều đó. Ông giải thích từ khởi thủy của sự hiện hữu thế gian rồi. Làm sao nó hiện thành vật chất? Nó chỉ xuất hiện từ hư không. Từ không có gì. Và tư tưởng cũng đến từ hư không. Và thân thể, hình sắc cũng đến từ hư không. Do đó, đầu tiên ông nói như vậy. Trước khi ông phân tích pháp môn nào tốt, pháp môn nào không. Vậy bây giờ ông nói, ông bắt đầu phân tích những âm thanh xung quanh. Không phải âm thanh bên trong, không phải chấn động lực bên trong, mà âm thanh quanh chúng ta. Lời nói, bởi vì một trong các vị Bồ Tát ấy nói, nghe Đức Phật nói nhiều điều và bởi vì giọng nói của Phật, vị ấy quán tưởng giọng nói đó mà đạt khai ngộ. Vậy bây giờ ông nói, ngôn ngữ kết hợp nhiều âm thanh để thành danh từ và câu nghĩa, nhưng không một cái nào có thể bao gồm tất cả, làm sao mang lại được viên thông. Ông nói rằng cho dù quý vị nghe một từ hoặc dù là âm thanh nào, nó không thể bao gồm toàn thể âm thanh trong vũ trụ, cũng như toàn thể âm thanh của thế giới. Vậy một âm thanh duy nhất không thể đại diện tất cả, nên cũng không thể dùng nó để thâm nhập sâu vào tánh rực rỡ bao gồm tất cả. Ý của ông về khai ngộ là vậy. Và bây giờ ông nói về vị khác, đó là âm thanh, giọng nói mà ông đã công kích rồi. Không, ông nói không rồi, ông đặt câu hỏi, nhưng ý là không, quý vị hiểu không? Làm sao mang lại được viên thông? Ông hỏi để pháp chúng biết rằng như vậy là không được. Vì nếu họ trả lời, dĩ nhiên là không, thì họ biết đó là không. Ông rất lịch sự. Ông không nói pháp này không tốt. Không như sư phụ rất thẳng thường của quý vị. Không, cái đó không được, không được, thôi đi. Ông rất lịch sự. Ông nói làm sao có thể được, như thể ông không biết. Ông đưa ra tất cả sự thật rồi ông nói, làm sao mà chứng được? Dĩ nhiên, pháp chúng sẽ phải đồng ý. Không, không phải pháp đó, ông không nói gì cả. Ông không phê phán gì hết. Được rồi, phương pháp kế. Mùi hương vào mũi mới ngửi biết. Lìa hương và mũi, ngửi vốn không. Do bởi cứu giác chẳng thường tại. Làm sao mà chứng được viên thông? Ồ, quả là thơ, thấy không? Do bởi cứu giác chẳng thường tại. Làm sao mà chứng được viên thông? Được rồi. Giả sử chúng ta được sinh ra vào nơi nào trong một bong bóng. Và sống trong bong bóng vì lý do gì đó và chưa bao giờ ngửi thấy mùi nước hoa. Vậy làm sao chúng ta biết được nước hoa hiện hữu? Làm sao chúng ta ngửi được hương thơm đó? Ý của ông là vậy. Nương vào hương là một
là gì? Không được, không được. Nhưng ông không nói không được, ông nói làm sao có thể? Nếu mình chưa bao giờ biết hương thơm, thậm chí không biết hương hiện hữu, vậy ý ông là không. Đúng vậy, phương pháp kế. Ông luôn luôn đặt câu hỏi. Ông không nói không. Ông không nói không tốt. Tôi thì sẽ nói không tốt, đừng theo. Nhưng ông nói phương pháp kế liên quan đến mùi vị, người tu pháp mùi vị, và bây giờ ông nói mùi vị chẳng phải tánh bổn giác. Phải nếm mới biết có vị, do bởi vị giác chẳng thường tại. Làm sao mà chứng được viên thông? Lại đặt câu hỏi nữa. Ý ông là sự thưởng thức hương vị không từ chúng ta mà có, không phải đặt bản tánh của mình. Vậy nếu chúng ta muốn trở về bản tánh của mình, thì hiển nhiên chúng ta không thể nương vào điều gì không phải là bản tánh của mình. Ông là người nói rất hợp tình, hợp lý. Thảo nào ông là tỳ kheo đệ nhất trí huệ trong tăng đoạn. Tôi đoán vậy. Quyển lịch của tôi đoán như vậy. Bằng không, đã rõ ràng lắm rồi. Chỉ phòng hờ quý vị giả bộ không hiểu, thì tôi chỉ kéo quyển lịch ra cho quý vị. Nào, phương pháp kế. Cảm nhận xúc chạm khi sờ vào. Không vật xúc chạm, xúc không thành. Lúc hợp, lúc ly, tánh bất định. Làm sao mà chứng được viên thông? Ông lại hỏi nữa. Đúng, phải không? Đúng rồi. Vậy người nào đó tu tập để đạt khai ngộ qua xúc chạm, có lẽ là cho họ. Có lẽ cho họ thì được. Bởi vì có lẽ nhân duyên của họ là như vậy. Hoặc có lẽ do lực gia trì của Đức Phật nên ngay cả qua xúc chạm họ có thể khai ngộ. Đây là thời xưa và con người thuần khiết hơn. Bất cứ gì cũng có thể đem lại cho họ sự khai ngộ. Nhưng ông nói, khi không có gì cho quý vị xúc chạm, thì làm sao có thể nương vào để thiền hoặc để tập trung, để quán tưởng, hợp lý ha. Vậy, pháp môn nương vào xúc chạm này là không được, không được. Ồ, quý vị biết hết rồi. Tôi ngồi đây làm gì? Nhìn quý vị thôi ha. Nhìn mặt mũi nghiệp chướng xinh đẹp của quý vị. Nào, pháp còn gọi là nội trần, là trần thì tất phải có chỗ năng quán, sở quán chẳng biến khắp. Làm sao mà chứng được viên thông? Tương tự. Quý vị hiểu rồi hay chưa? Hay là tôi cần phải kéo lịch ra? Dạ không, thưa sư phụ. Không, hiểu hả? Dạ, tốt. Vậy pháp môn này, quý vị và bất cứ vật gì mà quý vị chạm vào, đây không phải là tất cả. Không phải chỉ có một mình với cái đó, nó không bao trùm. Không phải là chân tánh. Bởi vì bản tánh của quý vị bao trùm tất cả. Ý của ông là vậy. Vậy pháp này không đủ bao trùm, làm sao quý vị có thể trở về bản tánh của mình nếu quý vị chạm vào gì đó mà không bao trùm? Cho nên pháp môn này... Dạ, không được. Bây giờ phương pháp kế, tánh thấy. À, tánh thấy. Tánh thấy nghĩa là thấy những thứ xung quanh ở đây mặc dù căn mắt thấy rõ ràng. Thấy được phía trước, chẳng thấy sao. Bốn hướng chỉ thấy một nửa, chỉ thấy phía trước. Làm sao mà chứng được viên thông? Vậy quý vị đã hiểu chưa? Một số người chỉ tập trung vào một vật ở phía trước như một vật bằng pha lê. Nhìn vào pha lê làm sao nó có thể bao gồm tất cả? Vậy, pháp môn nhìn để tập trung vào một thứ phía trước quý vị thì dạ không được. Chà, quả thật rất khai ngộ. Nào, về hơi thở. Hít vô thở ra qua lỗ mũi. Nhưng giữa lúc nghỉ không hơi thở, khi quý vị không hít vào, hoặc giữa lúc hít vào và thở ra, không có không khí. Bởi có gián đoạn chẳng liên tiếp. Ồ, ông này ăn nói thật lưu loát. Làm sao tu chứng được viên thông? Vậy, đây là được hay không được? Dạ, không. Không, không được. Thật sự biết đó là không được. Hay nói chỉ vì mọi người nói.
Chúng ta mới nói về hơi thở, phải không? Vậy bây giờ là lưỡi. Nếu chẳng có gì, lưỡi chẳng biết. Nghĩa là chỉ từ nhân quả, chỉ được tạo ra từ nhân duyên. Thời đó, sau vụ nổ lớn, sau vụ nổ của ánh sáng, của năng lượng rực rỡ, năng lượng mạnh mẽ mà tóe lửa thành ánh sáng. Ánh sáng cũng là năng lượng trong một hình thể khác. Vậy ông nói nếu chẳng có gì, lưỡi chẳng biết. Nhân bởi nếm vật sinh vị giác. Nhận biết chẳng còn gì khi vị biết, làm sao mà chứng được viên thông. Vậy, nếu lưỡi không nếm hương vị thì không có gì ở đó cho quý vị để quán tưởng. Vậy, dùng lưỡi nương vào hương vị để biết khai ngộ. Như mấy thầy thuốc là được được hay không được? Dạ, không được. Thật ra, đó là thời điểm cho những dược vương này đạt khai ngộ. Thời điểm của họ đã chín mùi, không phải bởi vì lưỡi của họ hoặc bởi vì mùi vị của thuốc. Đó là do Đức Phật ở đó. Họ sờ chạm và chế loại dầu hoặc gì đó cho Đức Phật. Và lúc đó Đức Phật cảm thấy thư giãn rồi gia trì cho họ. Không ai khác chia sẻ sự gia trì, chỉ hai người họ với Đức Phật thôi. Và Đức Phật biết ơn và cảm thấy dễ chịu. Đừng nghĩ Đức Phật không biết ơn. Phật biết ơn. Tất cả chư Phật Bồ Tát, họ rất biết ơn khi họ cần biết ơn. Vậy, Ngài cảm thấy dễ chịu thì dĩ nhiên Ngài cảm thấy biết ơn hai đệ tử của Ngài. Cho nên sự gia trì xuất hiện. Không phải Đức Phật ban sự gia trì đó mà nó chỉ là tự động. Mối quan hệ giữa hai bên. Hơn nữa, hai thầy thuốc này đã tu ức kiếp nhiều như cát trong sông Hằng. Sông Hằng. Trời ơi, tưởng đâu quý vị không biết nhiều lắm, nhưng tôi lầm rồi. Tôi rất hài lòng là quý vị bắt kịp và có trí nhớ. Nào, phương pháp kế. Thân và xúc trần cũng tương tự, do chúng chẳng phải viên giác quán với ranh giới hạn chế và không nhìn thấy được. Làm sao tu chứng được viên thông? Có người nào đó quán tưởng cảm giác của thân thể hoặc gì đó trước đây mà tương tác với thân thể. Nên ông nói, thân thể và hoặc gì đó tương tác với nó thì không được coi như viên thông, bởi vì nó chỉ giới hạn, chỉ có thân thể và gì đó chạm vào nó hoặc cảm xúc làm cho nó cảm thấy. Như quý vị cảm thấy nóng hoặc cảm thấy lạnh bằng thân thể, chỉ là bản ngã giới hạn này và cảm giác thể chất. Nên ông nói làm sao mà chứng được viên thông để đi bất cứ nơi đâu, để đi lên. Vậy dùng thân thể để thiền thì được được hay là dạ không được? Đúng rồi. Nào, ông nói về kiến thức của đầu óc, nghĩa là kiến thức của việc học hỏi ở thế gian. Ý căn thường xen với loạn tưởng. Điều nó nhận biết thì chẳng bao giờ cao thâm. Nếu không thoát được các niệm tưởng, làm sao mà chứng được viên thông? Tư tưởng giống như bất cứ gì quý vị biết bằng đầu óc, chỉ là đôi khi giống như một sự rèn luyện trí óc, tranh luận tới lui, phân tích, chỉ là suy nghĩ, là loạn tưởng. Biết không, bất cứ gì quý vị muốn nhận vào thì quý vị nhận vào, và đôi khi người ta đẩy nó vào cho quý vị hoặc tẩy não. Nó không bao giờ có thể nhận thức bất cứ gì mà thấu suốt. Tri thức thấu suốt khác với kiến thức bên ngoài. Vậy, ông nói, nó không thể nào thâm nhập, thấu suốt sâu xa với mẫu tự tê, thấu suốt. Vậy, điều mà đầu óc thu thập và gọi là kiến thức là thứ từ bên ngoài với dê, cho nên nó hoàn toàn khác. Ông nói nhận thức này, từ đầu óc không bao giờ thoát được các niệm tưởng, ngay cả tư tưởng ban đầu mà tạo ra vũ trụ, mà tạo ra thế giới, làm sao mà chứng được viên thông? Vậy, kiến thức này, kiến thức của đầu óc hoặc loạn tưởng
có thể được sử dụng như một pháp môn khai ngộ được hay không được? Dạ không. À, giỏi. Phương pháp kế. Quán thức của mắt gồm bao phần? Suy xét căn bổn, vô hình tướng, tự thế nó vốn chẳng cố định, làm sao mang lại được viên thông? Nếu điều gì đó là quá nhiều, quá phức tạp, đa dạng, thì quý vị không thể tập trung tốt, không thể khiến đầu óc tập trung vào một thứ và nhất tâm bất loạn. Cho nên ông nói, quán thức là quá phức tạp, quá nhiều thứ. Thấy quá nhiều thứ, quý vị không thể tập trung tốt vào đó, vào sự thấy thôi. Vậy pháp môn tánh thấy, dùng tánh thấy để được khai ngộ là được hay không được? Dạ, không được. À, tốt. Nào, tâm nghe thấu suốt cả mười phương. Tâm nghe nghĩa là nguồn nghe. Điểm chính, nguồn nghe chính, thấu suốt cả mười phương. Khi chịu đựng là do lực của đại nhân duyên. Tâm người mới tù chẳng thể vào. Làm sao mong chứng được viên thông? Ồ, tâm nghe, ý ông là nghe về phương diện thể chất. Nếu pháp môn nghe này cần phải được duy trì bởi lực của một số nhân duyên tốt, vậy thì nhiều người bình thường, người mới tu sẽ không thể vào. Không chỉ nghe thôi, mà điều gì đó đặc biệt cần phải xảy ra. Đại nhân duyên. Có lẽ sự gia trì từ một vị Phật. Vì thế mà bình thường, người tại gia, người mới tu, không thể nào đi vào, không thể nào dùng pháp này. Quý vị chỉ ngồi nghe đủ thứ cả ngày mà không có thầy, mà không có sự gia trì từ vị thánh nào, hiền nhân nào, thì quý vị sẽ không đi đến đâu hết. Vậy ông nói rằng pháp môn này là... Dạ, không được. Cảm ơn quý vị. Hay quá. Vẫn còn rất nhiều, nhiều cái không được. Nói quý vị biết, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang nữa. Chưa được một nửa, phải không? Nào, vị khác, quán tưởng sống mũi. Điểm trắng trên mũi mà Đức Phật có lần đã dạy cho những ai không thể làm gì hơn, nhằm chỉ nhiếp tâm trụ một chỗ. À, quý vị có thể làm tâm lắng xuống bằng pháp đó, nhưng tâm có chỗ trụ khi trụ thành. Vì tâm trí không thể đi xa hơn nữa, chỉ có thể lắng tâm xuống. Nhưng sau khi tâm lắng xuống rồi, thì sao? Không có gì xảy ra. Cứ ngồi đó thôi, yên lặng. Ông hỏi, làm sao mà chứng được viên thông? Vậy đó là được hay không được? Dạ không được, dạ không. Họ chờ thông dịch. Nếu tôi hỏi thì quý vị có thể nói không được rồi, không cần thông dịch. Cũng vậy, cũng giống vậy với các pháp môn khác. Thuyết pháp qua ngôn từ khai ngộ những ai trước đây đã chứng đạt. Danh cú chẳng phải là vô lậu, không tránh khỏi sai sót. Làm sao mà chứng được viên thông? Vì có Bồ Tát nào đó nói rằng họ lắng nghe vị Phật nào đó giảng pháp rồi họ đã khai ngộ. Nhưng điều này chỉ là do họ đã tu hành nhiều kiếp Kanpa trong quá khứ, nhiều như các sông Hằng. Cho nên thời điểm của họ đã tới. Đúng là thời điểm của họ. Vì vậy, họ chỉ lắng nghe thêm một câu là họ đạt khai ngộ. Nhưng đó không phải là do câu nói hoặc lời nói đó. Vì ông nói, lời nói và câu nói có thể sai sót. Chính vì thế, nó không thể là một pháp môn hoàn mỹ để tập trung. Ông này rất trí huệ. Trời ơi, 25 pháp môn mà ông đốn hết. Nào, giống như quý vị có nhớ Ngài Lục Tổ Huệ Năng,
Ngài chỉ nghe một câu từ Kinh Kim Cang. Thì Ngài đã khai ngộ. Rồi Ngài đi tìm để được thọ tâm ấn và sự hướng dẫn thêm từ một vị chân sư hoàn mỹ. Dù Ngài đã khai ngộ bởi một câu từ kinh điển rồi, nhưng Ngài vẫn đi tìm một vị minh sư tại thế. Ngài hỏi, ông kiếm được câu này ở đâu? Họ trả lời, đó là từ Kinh Kim Cang. Tôi có thể kiếm Kinh Kim Cang đó ở đâu? Ở trong chùa như vậy, như vậy. Họ đã sao chép kinh và tụng ở nhà. Nhưng lục tổ đã được truyền bởi một vị minh sư, là Ngũ Tổ, chứ không phải từ bất cứ ai. Không phải chỉ cần có kinh điển là quý vị có thể đạt khai ngộ. Nếu vậy, các Phật tử đã khai ngộ hết rồi, tất cả họ đều biết Kinh Kim Cang. Họ còn lặp lại cho tôi nghe chất vấn tôi như thể họ biết nhiều hơn, đại khái vậy. Biết, đọc và tụng hoặc học thuộc lòng là vô dụng. Lý do duy nhất mà kinh đó hoặc câu đó hữu dụng đối với Ngài Lục Tổ Huệ Năng là bởi vì nó được truyền bởi một vị minh sư tại thế. Ngài nói về kinh đó và mọi người sao chép lại, nhưng sức gia trì, lực lượng của Ngài ở bên trong những chữ đó. Cũng như tôi bảo quý vị niệm hồng danh như thế hoặc món quà, vân vân. Đó không phải là do những chữ đó hoặc thần chú hoặc danh hiệu mà quý vị đã khai ngộ. Bây giờ phương pháp kế, trì giới duy chỉ kiềm giữ thân, vô thân không chỗ để kiềm giữ, giới và thân vốn không cùng khắp, làm sao mang lại được viên thông? Một trong các tỳ kheo đã đạt khai ngộ bởi vì giữ giới luật thanh tịnh, nhưng chỉ cho ông mà thôi. Ông thật sự tập trung vào đó. Đó là một kiểu tập trung, quán tưởng. Và có lẽ vị minh sư truyền những giới luật này cho ông là một vị minh sư thanh tịnh và quyền năng. Và đời đời kiếp kiếp, có lẽ ông luôn luôn giữ giới luật thanh tịnh và đầy đủ. Thành ra kiếp này, ông cũng có thể dùng công đức đó làm phương tiện để khai ngộ với một vị Phật sống cũng ở ngay trước mặt ông, truyền một lần nữa cùng với những giới luật đó. Không phải vì tránh không vi phạm, không phải vì trì giới luật mà quý vị được khai ngộ, nhưng có những yếu tố liên quan khác. Nên ông nói quý vị cần thân thể, bởi vì nếu không có thân thể, thì quý vị thậm chí không cần phải trì giới. Quý vị không thể để làm gì? Giới luật cho các tỳ kheo là để kiểm soát thân thể của họ, để họ không làm những điều có hại này nọ, mà gây nên phiền toái cho người khác và cho chính mình, hoặc làm hại người khác. Nhưng nếu không có thân thể, quý vị không hiện hữu, thì có phải giữ gì không ngay cả năm giới? Dạ không. Tôi không thể bảo người vô hình ở đây, bảo hư không, đừng sát sinh, đừng nói dối, đừng trộm cắp. Tôi không thể bảo hư không như vậy, không có ai ở đây cả. Tôi nói điều đó để làm gì? Cho nên ông nói rằng đây là... Dạ, không được, không được, đúng rồi. Bất tiện, ý tôi nói không thích hợp với ai cả, với mọi người tu hành. Nhưng đối với vị tỳ kheo đó, đó là pháp môn của ông để đạt quả Tu Đà Hoàng hoặc quả A-la-hán. Rồi, thần thông dựa vào nhân đời trước. Không biết sao họ lại nói thần thông liên quan gì với phân biệt pháp. Ý niệm không thể lìa khỏi vật. Làm sao mà chứng được viên thông? Tôi không nhớ đó là gì. Nhưng dù sao chăng nữa, đó là... Dạ, không được. Không được, đúng rồi. Chúng ta phải quay lại pháp môn thời quá khứ. Đã được giải thích rõ ràng. Nào, phương pháp kế. Nếu như quán sát tánh của đất, rắn chắc, ngăn ngại chẳng xuyên thông. Hữu vi không phải tánh của thánh. Làm sao tu chứng được viên thông?
Ông cứ hỏi. What Hữu is huy conditioned? Yeah, meaning nghĩa là whatever bất cứ gì hiện hữu. exists Bởi because of vì some một số nhân conditions, duyên the khiến nó causes xảy ra are hoặc hiện ra, to manifest it, to trở thành hữu materialize. It's hình, not thì đó không phải true là our chân true tánh của nature. mình. Sagely Tánh nature, thánh meaning nghĩa Buddha là nature, Phật tánh, mean có perfect nghĩa là reality, khai ngộ viên mãn, nghĩa mean là Thượng Đế being tánh, your original là tự self. tánh It's all nguyên the same. thủy, tất cả giống Hence, nhau, I'm đôi khi expressing được the diễn world. đạt bằng từ ngữ khác So nhau. it is not Vậy nếu đó không your phải own là tự tánh của mình, self nature, then how thì can làm you sao use có it thể dùng to nó để return quay to về với your tự own tánh của self, mình? original Tự tánh self? nguyên That's thủy, why he thành ra says, ông nói đó là dạ không được, à good, tốt, save me asking. tôi đỡ phải hỏi, I save my tôi giữ hơi breath for để tiếp continue tục quyển lịch. darshana. He also Ông has a cũng có big một quyển lịch diagram. lớn, He and ông Quang Minh và Bodhisattva, Quán Âm both Bồ of them. Tát, cả hai vị I đó, can only tôi be chỉ có a thể là servant. học trò mà thôi. My calendar Lịch của does tôi not không have dài như vậy. my calendar is not like Lịch của 9 tôi không page đến or 9 10 trang page hoặc like 10 them, trang như hai right? vị đó. Next one. Phương pháp kế, One may nếu như quán sát contemplate tánh của the nước, nature of water, but quán such a tưởng như thế mental chẳng chân thật. reflection is not the true and real. This Đó không state phải of là chân giác suchness quán. is not an enlightened view. Làm How sao can mà it chứng give được viên thông? perfect penetration? Okay, Chúng ta biết rồi so ha, is a yes vậy yes đó no là no? được được, không được, Okay, let's dạ không ask. được, à, One chào may qua. contemplate the nature Nếu of như quán fire, sát tánh của lửa, but admitting this light nhàm dục chẳng phải chăng is xuất not ly. true renunciation. This experience Không phải phương cannot tiện be one for beginners. cho người How mới can tu. one use it for Làm sao tu perfect chứng được viên thông? penetration? Yes, no, no. Được, được, không So được. fast. Cho No qua chứ. past, I Dạ, said. No nature, cho no. qua. Cảm ơn quý vị, không One cần may lịch. Nếu như quán contemplate sát the tánh của nature gió, of wind, but movement and chuyển động stillness tĩnh are mịch, not tức đó nhau. non-dual. Duality cannot bring Có đói chẳng phải vô thượng highest giác. enlightenment. How can one expect Làm perfect sao mong chứng được viên penetration? thông? Yes or no, no? Được hay không được? How can the wind give you Làm sao gió cho quý vị enlightenment? khai ngộ được, phải không? Next one. Phương One pháp may kế, contemplate nếu the như quán sát nature tánh of của không, emptiness, but its aspect hư is không vô murky tri, and dull. vốn vô It giác. lacks awareness. What is unaware Vô giác là khác với bồ đề. is different from body. How can it Làm bring sao perfect mang lại được penetration? viên So thông? yes, no, no? Vậy, được, được, không được. Không, đúng One rồi. may contemplate Nếu the như quán nature sát of tánh của thức, consciousness, but one is nhưng regarding thức a chẳng phải là thường consciousness that trụ. is not eternal. Consciousness is Tâm just thức chỉ là gì đó mà something chúng that ta we have có, accumulated đã được tích from lũy long từ rất time lâu, and is stored in our và nó được lưu trữ Malaya trong A Lại Da effect, thức, so tàn it's thức của not mình. permanent. Vậy nó không vĩnh cửu. Therefore, even the thought Do of đó, it is nghĩ empty về or nó false. cũng là hư vọng. We don't even have it. Chúng ta thậm chí không có How nó, làm can sao one mà get chứng được perfect viên thông? penetration? So yes, no, no. Vậy được, được, Oh, không được. pass the bill. Thông qua nhé. Pass, thank you. Thông qua, cảm ơn. We look like in Chúng ta parliament. giống như trong nghị viện hoặc quốc hội. Congress. Được. Yes. And me. Còn No. tôi thì không, không được. No. Okay. All activities, Tất cả some các people hành, concentrate nếu on the một người tập activities. trung vào hoạt They động của say thế giới, all họ nói, activities are impermanent. tất That's cả also các hành đều idea. vô thường, điều đó là chắc chắn, Shotu phải không? mindfulness Tánh niệm has bổn its nguyên có sanh diệt. origin in rising and ceasing. Since cause and Muốn dùng effect nhân quả go vượt beyond nhân cause quả. and effect. How can we use it Làm for sao perfect tu chứng được viên thông? penetration? Do you understand already? Quý Yes or vị no? đã hiểu chưa? Yes or no? Hiểu. Dạ, hiểu hay không? No Dạ understand? không. No Không hiểu. understand or no no? Không hiểu hay không được? Habit. Thói Habit does quen. it for Thói no quen no. nói không được. Okay. Good that you don't work in May là quý parliament. vị không làm việc trong quốc hội. Too habitually. Quá quen nói được, Yes được. or no. Hay không được. All right, then Vậy if thì you nếu use dùng the sức chú ý, mindfulness, you use your mind to be mindful dùng of đầu the óc để chú activities ý đến các arising hoạt or động xung anything, quanh mình hoặc that's bất not cứ gì, permanent thì đó either. cũng không Yes phải or là is vĩnh there? cửu. Vậy đó là dạ không được. Okay, Không, right. không được. Pass Được here. rồi. Thông qua nhé. I now Dạ, say thông qua. this, were Còn I này, what kính bạch Thế Tôn, he finally cuối said. cùng ông nói câu này: Buddha, who Đức has Phật thị hiện revealed cõi Ta the Bà, Saha world, mean our world. có nghĩa In là this thế giới chúng land, ta, the truyền dạy true chân pháp ở cõi này. substance of teaching resides in hearing the sounds.
Thanh tịnh chính là ở lắng nghe. Những ai muốn đắc môn chánh định, ý âm là chấn động lực. Chấn động lực bên trong vì họ luôn dịch là âm thanh nên chúng ta lẫn lộn. Như chúng ta cũng nói, chúng ta thiền về âm thanh thiền đàng nội tại và ánh sáng thiền đàng nội tại. Và rồi nó có thể bị nhầm lẫn là ánh sáng bên ngoài và âm thanh bên ngoài. Nhưng đó là chấn động lực. Tập trung vào chấn động lực bên trong thì đúng hơn, hay âm nhạc bên trong thì đúng hơn. Nên ông nói, còn này kính bạch Thế Tôn, Đức Phật thị hiện cõi Ta Bà, truyền dạy chân pháp ở cõi này. Thanh tịnh chính là ở lắng nghe. Chấn động lực. Những ai muốn đạt môn chánh định, nghe âm thanh nội tại là pháp tốt nhất để vào thế giới bên trong, để nhập đạo. Ý của ông là như vậy, lìa khỏi khổ ách, được giải thoát. Lành thai diệu pháp quán âm thanh. Những âm thanh. Bây giờ ông nói, nếu quán những âm thanh này, quý vị sẽ thoát khổ, sẽ được giải thoát. Ở trong hằng hà sa số kiếp, vào số cõi Phật như vi trần, Ngài được thần lực đại tự tại, ban thí vô úy cho chúng sinh, giống như Quán Âm Bồ Tát. Âm thanh vi diệu quán thế âm, như tiếng hải triều thanh tịnh âm. Quý vị biết âm thanh đó ha? Quý vị biết hải triều âm bên trong phải không? Cứu độ thế gian đến bình an. Xuất thế gian, chứng quả thường trụ. Hay quá! Ông tán thán, cứ tán thán. Con nay kính bạch Như Lai rằng, như Quán Thế Âm vừa trình bày, ví như có người nơi tĩnh lặng, nghe tiếng trống đánh khắp mười phương. Mười phương đồng thời nghe rõ ràng. Do đó, căn tai thật viên dung. Nếu quý vị nghe âm thanh đó bên trong, như thể nó bao trùm khắp quý vị. Ở đâu cũng có. Như thể nghe tiếng trống thực sự, hoặc tiếng đại dương ở ngay bên. Trước mặt quý vị, mắt chẳng thấy xuyên vật ngăn ngại, miệng, mũi, giới hạn cũng như thế. Bây giờ ông tóm tắt bài báo cáo. Vậy nên ông nói, mắt, thành ra nếu chỉ thiền, ánh sáng thiền đàng nội tại là không đủ. Quý vị phải thiền âm thanh thiền đàng nội tại. Tôi nói với quý vị điều đó hoài, phải không? Dạ, ở nhà, dùng cái chuông hay gì đó để nhắc nhở mọi người. Thiền âm thanh nhiều hơn. Có lẽ sau một tiếng quán quen, thì đen. Rồi mọi người tỉnh dậy, làm quán âm, tốt cho quý vị, tốt cho mọi thứ, và năng lượng cũng sẽ trở vào với quý vị nữa, không phí. Mọi người hiểu chưa? Quý vị không những cảm thấy được phú cho về mặt tâm linh, mà về mặt thể chất cũng khỏe nữa. Có nghĩa đó là tiếng Pháp, and from nghĩa là khỏe. À, đó là tiếng Pháp, nghĩa là khỏe mạnh. Je suis en forme, nghĩa là tôi khỏe mạnh. Câu đó không nói tiếng Anh được. Thân thể cũng khỏe mạnh nữa. Ông nói, mắt chẳng thấy xuyên vật ngăn ngại. Nếu quý vị dùng nó, ý nói bình thường người ta dùng mắt để nhìn gì đó và tập trung vào ánh sáng hoặc gì đó. Nhưng như vậy, cũng không đủ. Đừng nói chi tới ánh sáng thiền đàng nội tại bên trong, dĩ nhiên đó là khác. Nhưng quý vị khi tập trung vào gì đó, ngay cả dùng mắt có lẽ quý vị cũng có thể thấy cái gì đó. Âm thanh, những âm này, âm thanh thiền đàng nội tại có thể nghe được, dù bị tường ngăn. Dĩ nhiên, quý vị ở bên trong phòng nhỏ của mình, tất cả cửa đều đóng, nhưng vẫn có thể nghe mọi thứ. Nó không đến từ bất cứ nhạc cụ nào gần đó, mà đó là âm thanh nguyên thủy của vũ trụ. Vậy nên ông nói, âm thanh gần xa đều nghe cả.
Năm căn khác kia sao bằng tai? Là căn viên thông chân thật nhất. Chỉ là dùng cơ quan tai nhưng lại không nghe bằng tai. Đây là mấu chốt. Nghe mà không nghe. Thấy mà không nhìn. Như vậy là tốt nhất. Nhưng chỉ quý vị biết mà thôi. Bởi vì quý vị tu tập. Bởi vì quý vị được truyền pháp môn này. Những người khác họ không hiểu. Làm sao không dùng tai mà nghe được? Vậy nghĩa là điếc hay gì đó hả? Làm sao người điếc mà nghe được? Làm sao không dùng mắt mà thấy được? Quý vị mù phải không? Người mù không thấy được, họ nghĩ vậy. Một số người mù họ thấy. Họ thấy các thế giới bên trong. Họ thấy những con đường đến gặp họ. Họ thấy nhiều thứ đến chào họ, thay vì họ đến với những thứ đó. Tánh của âm thanh, nghĩa là sức chấn động, thậm chí có động có tĩnh. Tai nghe có âm thanh hoặc tĩnh lặng. Khi không có âm thanh gọi là không nghe, nhưng không có nghĩa không có tánh nghe. Quý vị dùng tánh nghe, chứ không dùng nhĩ căn để nghe. Thành ra ông nói, cho dù không nghe, không có âm thanh, quý vị vẫn có tánh nghe. Không âm thanh, tánh nghe không diệt. Có âm thanh, tánh nghe cũng chẳng sinh. Tánh nghe luôn luôn thường trụ. Dù người ta đánh trống xung quanh quý vị hoặc không gì hết, tánh nghe vẫn có ở đó. Ý của ông là vậy, dùng tánh đó để nghe. Hoàn toàn vượt khỏi sinh và diệt. Nên nó thật sự là thường hằng. Đó là bản tánh của chúng ta. Dù khi ý dừng trong giấc mơ, dĩ nhiên khi ngủ âm thanh thiên đàng nội tại vẫn có ở đó. Đối với nhiều người, khi thức dậy họ nghe được, đối với tôi lúc nào cũng có, luôn luôn. Nhưng nghe vẫn không biến mất. Khi duyên và tư tưởng đã hết, tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ. Vượt qua bất cứ gì, thân tâm các căn chẳng thể sánh. Đó là chắc chắn. Quý vị không cần phải nghĩ mình muốn nghe gì đó. Quý vị không cần phải dùng tai, dùng các cơ quan của thân thể để nghe. Tánh âm thanh luôn luôn có ở đó. Tánh nghe và tánh âm thanh luôn luôn có ở đó. Hiện tại trong cõi ta bà, thế giới chúng ta, thuyết về âm thanh đã được giải thích rõ. Nghĩa là vào lúc đó, Quán Âm Bồ Tát đã tuyên bố và giảng rõ thêm. Cho nên thế giới này phải biết rồi. Ý của ông là thế giới, nhưng có lẽ về sau, chỉ có Pháp hội đó, hoặc đệ tử của Đức Phật biết thôi, thậm chí A Nan không biết điều này. Và nhiều người khác trong Pháp hội không biết điều này. Tôi không biết Đức Phật đã làm gì với tất cả họ. Mà ai cũng đến, xuống tóc, mặc áo cà sa và không làm gì cả. Đi khất thực, rồi trở về nghe Đức Phật giảng Pháp. Tôi đoán Ngài muốn tẩy rửa họ trước bằng cách giảng giải, bằng cách giải thích đủ loại lý thuyết và triết học, cho đến khi họ đều được gội rửa đủ trong sự hiện diện. Trong sự gia trì của Ngài, rồi họ có thể trở nên thanh tịnh và rồi Ngài sẽ truyền Pháp Môn Quán Âm cho họ, kể cả A Nan. Chúng sinh mê muội về tánh của nghe. Họ nghĩ chúng ta nghe từ tai, họ chạy theo âm thanh cho nên họ lưu chuyển. Cho dù A Nan trí nhớ giỏi. Ồ, bây giờ ông khen A Nan. Nên lúc đó A Nan chỉ nhớ, A Nan thậm chí không viết xuống. Có lẽ A Nan nhờ người nào đó viết xuống sau này. Bất khả tư nghị. Nếu tôi cầu quý vị nhớ hết mọi điều tôi nói hôm nay, cả dấu phẩy, dấu chấm. Quý vị nhớ được không? Dạ không, 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 hay có.
Đừng lo, nhập hội đi, tôi cũng không nhớ. Tôi cũng đã từng có trí nhớ tốt như vậy hồi còn trẻ. Hồi còn là trẻ nhỏ, tôi nhớ lập tức mọi bài giảng mà thầy giáo dạy. Vì vậy, khi về nhà tôi không bao giờ học hành gì cả. Cha tôi lúc nào cũng hỏi tôi, con không học bài à? Tôi trả lời tôi đã học thuộc lòng rồi. Tôi luôn luôn thắng. Khi thầy giáo viết gì đó trên bảng, rồi xóa đi, chỉ cho chúng tôi nhìn vài giây, rồi xóa ngay. Và hỏi ai có thể nhắc lại, tôi luôn luôn thắng. Có lần thầy cô yêu cầu chúng tôi ngâm một bài thơ dài, dĩ nhiên, bây giờ tôi không nhớ, lúc đó tôi cũng thắng luôn. Trí nhớ như chụp ảnh, có lẽ trí nhớ như chụp ảnh. Và tôi nhớ nhiều bài thơ cổ điển. Thi sĩ đã viết hàng trăm năm về trước, cả tập thơ. Tôi cũng nhớ được, hồi còn trẻ đó, bây giờ vẫn còn nhớ một số bài. Không phải tất cả, bởi vì tôi không cố gắng để nhớ. Tôi chỉ nhớ lúc đó thôi. Và lúc đó tôi có thể ngâm lại và cha tôi rất tự hào. Lần đầu tiên ông thể hiện sự tự hào. Thông thường ông không nói gì cả. Hàng tháng tôi mang về giấy khen hạng nhất. Nhưng ông không bao giờ nói gì cả. Cha tôi thậm chí không bao giờ nói, ồ, con ngoan. Không, ông không nói gì hết. Chỉ có lúc đó có khách đến chơi. Và rồi cha tôi tình cờ biết tôi có thể đọc thuộc lòng tác phẩm cổ điển gì đó. Thì ông bảo tôi ngâm. Và mọi người thật, ồ, lúc đó ông mới cảm thấy, ồ, có gì đó đặc biệt thật. Nếu tôi ngâm cho cha tôi nghe một mình, có lẽ ông sẽ không nói gì cả. Một người rất kiệm lời. Bánh mì kẹp trở thành bánh. Quý vị thấy, nếu mọi người, ý ông Văn Thù là chúng sinh, con người trên thế gian chỉ chạy theo âm thanh bên ngoài. Vì vậy, họ lưu chuyển, nghĩa là họ cứ trở lại trong vòng luân hồi mãi. Họ lưu chuyển. Cho dù Anand trí nhớ giỏi, cũng không thoát khỏi tà nạn. Anand đã là nạn nhân của thần chú Phạm Thiên mà một nghệ nhân xinh đẹp niệm. Anand rớt, đó là lời Văn Thù nói. Anand có khả năng trí nhớ hoàn hảo, đặc biệt, mà vẫn rơi vào bẫy. Cô nàng đặt bẫy đó, chờ Anand lâu ngày, như mạng nhện. Chờ Anand đến. Hôm đó, Anand đến khất thực ở cửa nhà cô rồi, Anand rớt ngay lập tức. Ông nói, có phải vì Anand chú ý đến âm thanh mà gần bị mê muội? Anand nghe, rồi đi theo âm thanh thần chú mà cô nàng niệm để kéo Anand đến gần cô. Vì tai của Anand hướng ngoại, Anand nghe giọng hát mê hoặc của thần chú này từ người phụ nữ đó. Nếu không nghe, Anand sẽ không theo âm thanh đó mà vào bên trong phòng nàng. Vậy, ngược dòng, làm sao bị vọng mê? Cái này tôi nghi lắm với khả năng của quý vị. Tìm bạn trai mới, bao nhiêu năm trời, quý vị không quán âm đủ, thiền quán âm thanh thiên nhà nội tại. Lý do là vậy. Thành ra tôi cứ nói với quý vị là phải làm quán âm. Quán âm rất quan trọng cho quý vị, cho sự bình an của mình, cho tâm bình an của mình, cho sự bình an trong gia đình mình và trên thế giới nữa. Phải luôn luôn làm quán âm. Từ nay trở đi, mỗi kỳ bế quan trong lúc thiền, mọi người phải rung chuông nhỏ. Có loại chuông Phật giáo nhỏ chúng ta có thể gõ beng rất nhẹ nhưng quý vị có thể nghe được. Còn không, cứ đi đến tận tai của thành viên quốc hội đang ngủ gật đó và beng. Hiểu điều đó không? Ông nói dùng tai, chạy theo tai, sẽ không có nhận thức. Vậy bây giờ ông nói Anand, bây giờ ông nói với chính Anand. Đại đức Anand hãy lắng nghe. Tôi nương thần lực của Đức Phật trình bày cho Ngài tam muội của Kim Cang Vương như huyễn bất khả tư nghị. Thiền định là mẹ chân thật của chư Phật. Ông nói bởi vì chư Phật ban phước nên ông mới có thể giải thích tất cả điều này cho Anand. Ông rất khiêm nhường. Ông không nói tôi biết tất cả. Bây giờ tôi dạy ông.
Ông nói, nương vào sự gia trì và lực lượng của Phật, tôi mới giải thích được điều này. Tôi cho ông hay, đây là kim cang vương của các pháp môn. Nó không giống bất cứ gì trong thế giới ảo tưởng này. Nó thậm chí là mẹ chân chính của tất cả chư Phật. Từ pháp môn Quán Âm này, tất cả chư Phật được sinh ra, tất cả chư Phật thành Phật nhờ pháp môn Quán Âm. Đại Đức dù nghe hết thảy vi diệu bí mật môn, nghĩa là pháp môn của chư Phật nhiều như vi trần, dục lậu nếu như chẳng trừ trước, nghe nhiều chắc chứa thành lỗi lầm. Ông nói quý vị có thể nghe nhiều pháp môn, thí dụ như 84.000, nhiều như vi trần, nhiều pháp môn, hoặc chư Phật nhiều như vi trần mà quý vị thậm chí không thể đếm. Vi trần trong thế giới này quý vị không thể nào đếm được, nhiều như cát sông Hằng vậy. Nhưng mặc dù vậy, quý vị có thể tích lũy kiến thức, quý vị có thể biết lý thuyết, có thể nhớ mọi bài giảng của Đức Phật, nhưng quý vị vẫn rớt trong nỗ lực trở thành A-la-hán hoặc Bồ-Tát hay Phật, đem cái nghe thọ trì Phật Pháp. Giáo lý của Phật, Pháp có nghĩa là giáo lý, sao không lắng nghe tánh nghe của mình? Cứ nghe Phật giảng Pháp mà sao không nghe tánh nghe của chính mình? Tìm tánh nghe của chính mình. Tánh nghe không tự nhiên sinh ra. Nhân thanh trần mà có tên gọi, xoay ngược tánh nghe, thoát thanh trần. Vậy năng giải thoát gọi là gì? Ông hỏi A Nan. Khi một căn trở về cội nguồn, tất cả sáu căn liền giải thoát. Cho nên, dùng thính giác chân thật, mình có thể giải thoát tất cả sáu giác quan kia. Ví dụ như mắt, vốn luôn bị thu hút bởi phong cảnh hoặc vẻ đẹp thế giới bên ngoài. Khẩu vị, thí dụ như lưỡi, chấp vào vị ngon, thức ăn ngon. Mũi thích ngửi những thứ có mùi thơm, cho nên tất cả đều bị ràng buộc vào vẻ đẹp ảo giác bên ngoài và quên đi chân tánh của nghe, thấy, nếm. Thành ra tôi dạy quý vị thấy mà không cần mắt. Tôi bảo quý vị nhắm mắt lại thì thấy chân tánh của quý vị, sẽ thấy những điều thật, phong cảnh thật, giáo lý chân thật. Nghe chánh pháp, quý vị phải từ bỏ tai trần mà dùng tánh nghe của mình, tánh nghe chân thật để nghe, thì nó sẽ thanh tẩy quý vị. Nó sẽ làm bản thể quý vị thấm nhuận tất cả đều chân thật. Rồi một ngày nào đó, quý vị sẽ trở về với chân lý bằng cách này hay cách khác. Nó là vậy đó. Chỉ cần dùng tánh nghe là cũng đủ để giải thoát bản thể quý vị. Bởi vì bản thể quý vị chủ yếu bị ràng buộc vào sáu giác quan này. Quý vị nhận ra chính mình bởi vì thấy mình trong gương. Quý vị bị ràng buộc với cô gái đẹp hay chàng trai đẹp. Bởi vì quý vị nhìn họ, bởi vì quý vị thấy họ. Nếu không thấy hoặc bị mù, quý vị sẽ không cảm thấy anh chàng đó đẹp trai, cho dù anh ấy có tóc hay không có tóc, hoặc cho dù anh ấy nghĩ mình đẹp trai hay không đẹp trai. Những gì thấy nghe như nhuyễn che, ba cõi như hoa giữa hư không. Ông nói, mắt mà quý vị dùng để thấy mọi thứ, hoặc tai mà quý vị dùng để nghe mọi âm thanh, thậm chí như tấm màn ảo giác, để che quý vị, để che phủ, hoặc giống như tam giới, hoặc ảo ảnh hoa không thật, trong hư không, giống như tam giới. Tam giới không phải là thật. Cho nên thị giác hoặc thính giác chỉ là ảo giác như thế đó. Nó là để che quý vị, để quý vị không thấy chân lý, không nghe được sự thật. Không đáng thương sao? Cho nên, một vị tăng, tôi thích vị đó lắm. Tôi lặp lại lời ông Hoài, ông nói, tốt hơn là mù, điếc và câm ngay từ đầu. Thật vậy, chúng ta không thấy sự thật.
với tất cả cơ quan này. Chúng chỉ là tấm màn che, không để chúng ta biết chân tánh của mình. Ông tiếp tục giải thích cho A Nan, xoay ngược tánh nghe, quay lại màn mờ không còn. Nghĩa là khi quý vị xoay ngược tánh nghe trở về nguồn cội, nghĩa là bất cứ gì che mắt quý vị cũng sẽ không còn. Mắt thấy mọi thứ như thể không thật, như thể màn mờ che mắt. Như thể quý vị có mắt nhưng màn mờ che nó lại, cũng giống vậy đó. Cho nên thậm chí khi quý vị dùng lực lượng tánh nghe, thính giác chân thật, thì ngay cả mắt quý vị cũng sẽ sáng. Nó sẽ trở lại bình thường lần nữa. Như thể mắt trở lại bình thường, bởi vì nó cũng giải thoát mắt. Ý tôi nói tánh thấy thực sự. Cho nên trần cảnh tiêu trừ giác viên tịnh, tánh giác thanh tịnh tột cùng, trí quang thông suốt, tịch tỉnh chiếu soi khắp hư không. Nghĩa là quý vị có thể biết toàn cõi vũ trụ khi mọi điều tĩnh lặng, qua thiền quán, âm thanh thật, thiên đàng nội tại, chấn động lực thật, thì quý vị bao hàm toàn cõi vũ trụ. Cả hư không là toàn cõi vũ trụ, vì toàn cõi vũ trụ sinh ra từ hư không. Nhớ điều đó không? Quán sát muôn sự trên thế gian. Bây giờ màn che đã biến mất. Quý vị nhìn với quan điểm này tựa như những việc trong giấc mơ. Thật sự như vậy. Tôi thật sự cố hết sức để quên sự nhận thức này, để ngồi với quý vị, nói chuyện với quý vị và dạy con người. Vì lúc nào, nếu tôi cũng nhớ sự nhận thức của mình, rằng tất cả đây đều là ảo tưởng, thì tôi không muốn làm gì nữa. Tôi cảm thấy làm bất cứ gì đều là lãng phí thời gian. Nhưng quý vị vẫn chưa biết điều đó. Ý tôi nói nhiều người quý vị và thế giới không biết điều đó, nên tôi cứ phải tự che mắt, bịt tai lại để làm những gì tôi đang làm bây giờ. Thật sự đôi khi rất khó khăn. Đôi khi khó khăn cho tôi để tự đóng mình, tự khóa mình trong thân thể vật chất này, để là một người như quý vị. Đôi khi rất khó. Đôi khi tôi có thể khóc. Tôi có thể khóc. Giống như mình là người tự do mà vô cớ lại phải trở lại nhà tù, bị giam trong đó. Gì vậy? Cảm ơn sư phụ. Ồ, họ cảm ơn tôi, không có chi. Không, không, dĩ nhiên, đồng thời cũng vui. Biết rằng tôi có thể làm gì đó, không phải chỉ khóc cho quý vị, hoặc vì quý vị, nhưng có thể làm gì đó để giúp quý vị đánh thức chính mình. Chỉ là khó để tự bịt mắt mình lại và bước đi khi mình có mắt hoàn mỹ. Ông Văn Thù nói tiếp, mọi điều sau khi tai được tu tập, trở về nguồn cội, thì mắt, ý ta nói mắt thật của quý vị sẽ được mở trở lại, thấy rõ trở lại. Quý vị thấy từ quan điểm này rằng tất cả đều là ảo tưởng, tất cả đều là ảo giác, tất cả đều là mộng tưởng. Và ông tiếp tục, Ma Đăng già nữ, cô gái đã quyến rũ A Nan. Ma Đăng già nữ cũng trong mơ. Vậy ai có thể bắt giữ ông? Nếu ông khai ngộ, như thể mắt ông mở trở lại, tai ông có thể sử dụng trở lại, thì ông sẽ thấy cô gái Ma Đăng già, nghệ nhân xinh đẹp đó, chỉ như một phần của giấc mộng mà thôi. Làm sao một phần giấc mộng mà bắt giữ ông được trong phòng của nàng ta? Tôi đoán sau khi A Nan rơi vào bẫy, bởi vì cô nàng niệm họ là một gia tộc có thần thông, và cô nàng niệm thần chú cao nhất, mạnh mẽ nhất, gọi là thần chú thiên đàng phạm thiên. Không gì có thể cưỡng lại. Chính vì thế, A Nan, dù rất quyết tâm xuất gia và hết lòng tôn thờ Đức Phật, và thương Đức Phật và yêu đời sống xuất gia, vẫn rớt. Tôi đoán sau đó, Đức Phật cảm thấy đó là thời điểm
để truyền pháp môn Quán Âm cho A Nan, để bảo vệ A Nan. Vì nếu quý vị tu pháp môn Quán Âm này trọn vẹn, thì ngay cả con gái Marangya, quý vị sẽ thấy chỉ như một nhân vật ảo giác hoặc như giấc mộng, thì sẽ không bị bất cứ thần chú nào mê hoặc. Ngay cả thần chú mạnh mẽ nhất, quý vị sẽ chống lại bằng pháp đó và sẽ không gặp vấn đề, quý vị sẽ tự do. Đó là ý của ông Văn Thù Sư Lợi. Cho nên đó là lý do Đức Phật quyết định muốn A Nan được khai ngộ qua pháp môn Quán Âm. Nhưng trước đó, Ngài rất dân chủ. Tại sao Ngài cần phải giải thích rất nhiều pháp môn, hỏi ý kiến mọi người trước khi Ngài bảo ông học pháp môn Quán Âm? Ngài là Phật. Ngài có thể chỉ việc nói, A Nan bây giờ học pháp đó đi. Tại sao Ngài phải nói bao nhiêu quyển lịch thật dài và khiến tôi nói hết 5 tiếng đồng hồ? Điểm chính là A Nan vô cùng thiên về tri thức. Ông biết quá nhiều lý thuyết. Bởi đi theo Đức Phật nghe quá nhiều, đầu óc ông quá đầy. Nếu không đưa ra cho ông lý do vững chắc và hợp lý nào để học pháp môn này, tại sao pháp này mà không là pháp khác, khi có quá nhiều lựa chọn thì ông sẽ không chấp nhận. Ông có thể ngồi đó lắng nghe, nhưng rồi ông nói vậy thì sao? Tôi thích pháp kia hơn. A Nan có nhiều ngã chấp. Mặc dù Phật không nói ra, nhưng Ngài biết đệ tử của mình. Thậm chí có nhiều người, một số theo tôi học pháp môn Quán Âm, nhưng họ vẫn ra ngoài thử mấy pháp khác và rồi quay lại khóc lóc. Để làm gì? Được, tôi để quý vị đi, không sao cả. Thử pháp này, thử pháp kia, bởi vì không cảm thấy thích. Tại sao phải tu pháp môn này? Vì không kiên quyết đủ, không có đủ quyết tâm để theo, hoặc không quyết tâm tin tưởng sư phụ. Mặc dù tôi nói đó là pháp môn tốt nhất cho quý vị, nhưng tôi không thể ngồi nhiều giờ, nhiều ngày để nói với từng người một, rất nhiều lịch. Cần nói pháp này thôi, tôi không thể cứ giảng đủ loại yoga cho quý vị để quý vị tin tưởng và tu hành. Nên tôi chỉ làm gì có thể làm, và quý vị tin gì thì tin. Không còn gì nhiều để tôi có thể làm nữa. Thời gian không gian có giới hạn. Giống như khi tôi đi thuyết pháp, có lẽ chúng ta chỉ có 4 tiếng thuê nơi đó. Nói cách khác, người kế là ai đó khác, và rất khó khăn để thuê bất cứ chỗ nào. Đôi khi họ không có sẵn chỗ trống, và theo lịch trình tôi phải đi đến quốc gia khác kế tiếp, vân vân. Và khi quý vị đến đây, tôi không thể cứ luôn nói về các pháp môn khác, có hàng ngàn pháp môn, chỉ làm quý vị rối thêm. Nên tôi làm được gì thì làm, nói với quý vị được điều gì thì nói. Tôi nói tôi đã thử nhiều pháp môn và pháp môn này là tốt nhất, nhưng tin tôi hay không là tùy quý vị. Tôi có thể chấp nhận quý vị, nhưng quý vị chấp nhận những điều tôi nói hay không lại là chuyện khác. Tôi không thể ép quý vị, không thể dùng thần thông để thay đổi đầu óc quý vị, hoặc thay đổi suy nghĩ của quý vị, hoặc điều khiển tư tưởng của quý vị. Tôi không làm vậy, không làm mấy chuyện này. Có người nói, ôi, sư phụ ơi, xin Ngài thay đổi tâm trí cho con, làm cho con bình an hơn, làm cho con đẹp hơn, làm cho con nghĩ khẳng định hơn. Tôi không làm vậy, tôi không thể. Quý vị là một cá thể. Quý vị có Thượng Đế bên trong. Tôi không muốn thay đổi Thượng Đế. Tôi không muốn điều khiển Thượng Đế. Quý vị phải tìm bản thể của mình, tìm Thượng Đế thật bên trong, bằng cách kiểm soát bất cứ gì khác mà không phải là Thượng Đế, thì quý vị mới tìm được Thượng Đế, và rồi quý vị biết đó là gì. Nếu tôi có thể điều khiển tất cả tâm trí của vị, vậy thì dễ dàng quá. Không cần làm gì cả. Ngồi trong phòng tôi và tìm kiếm. Gửi tất cả lực lượng điều khiển này đến thập phương. Tất cả các lãnh tụ đều bị tôi sai khiến. Tất cả người hiếu chiến đều bị chinh phục. Vậy không tốt, ha? Quý vị sinh ra ở đây để trải nghiệm những gì phải trải nghiệm. Quý vị phải học bằng tất cả ý lực và trí thông minh của chính mình. Tôi không thể bất kính với quý vị.
coi thường trí thông minh và đối xử quý vị như kẻ ngu ngốc và bảo quý vị làm bất cứ gì tôi muốn. Điều đó không đúng, không đúng. Nếu quý vị chọn lăn lộn trong bụi trần, đời đời kiếp kiếp trở đi trở lại thì đó là lựa chọn của quý vị. Quý vị có quyền chọn. Tôi chỉ giải thích, chỉ nói chuyện, nói lý lẽ với quý vị và rồi quý vị chọn. Và quý vị chọn tu hành chăm chỉ hơn hoặc chậm chạp hơn, đó cũng là lựa chọn của quý vị. Thậm chí sau khi truyền tâm ấn tôi không kiểm soát gì hết. Nhưng tốt hơn quý vị nên tu mau lẹ, hãy tu cho nhanh. Cho dù tôi không kiểm soát, cho dù tôi không ép buộc, nhưng quý vị tu vì lợi ích của chính mình và vì 5, 6, 10 đời của quý vị và toàn thế giới nói chung. Dạ, tốt. Được rồi, Văn Thù Sư Lợi tiếp tục. Ông nói nếu quý vị khai ngộ bằng pháp Quán Âm, nếu quý vị hoàn toàn thực sự tận tâm và đạt được toàn giác bằng pháp môn Quán Âm, thì quý vị thấy mọi thứ giống như giấc mộng, nên thậm chí không ai có thể đụng, không ai có thể bắt giam, không ai có thể cám dỗ quý vị. Ý ông nói là vậy. Rồi ông tiếp tục như người mối rối ở thế gian, điều khiển người giả như thật. Quý vị biết mấy kịch mối rối chứ hả? Quốc gia nào cũng có. Ở Đài Loan, Formosa, chúng ta cũng có, biết không? Kịch mối rối đó. Trước đây, chúng ta không có phim ảnh, không có màn hình. Cho nên họ làm kịch mối rối. Và không phải lúc nào cũng dễ kiếm được diễn viên thật, mà luôn phải học kịch bản và diễn trực tiếp. Nên họ dùng người mối rối trong lúc không có hay ở những nơi khác. Vì diễn viên giỏi thật sự rất khó tìm ở bất cứ đâu, đó là chưa nói tới họ có sẵn lòng muốn làm diễn viên hay không. Không phải ai cũng muốn làm nghề kịch nghệ, phải không? Nên chỉ có một số lượng diễn viên nhất định. Trước đây chúng ta không có máy nhắc chữ. Họ phải học thuộc lòng toàn bộ vở kịch, tưởng tượng xem. Và cũng không có nhiều diễn viên cho lắm. Tại mỗi vùng, họ cũng có một số diễn viên. Đôi khi họ phải đi đến vùng khác để diễn, nhưng không thể đi khắp nước hoặc khắp lục địa. Vì thời xưa, giao thông không thuận tiện bằng bây giờ. Thành ra họ dùng con rối. Kể từ thời xa xưa, chúng ta đã dùng mấy thứ đó rồi. Quốc gia nào cũng có kịch rối. Và một số họ làm rất hay. Nếu quý vị có thể nhìn gần, thông thường, người mối rối chỉ diễn cho một nhóm khán giả nhỏ thôi. Nhóm khán giả không lớn lắm bởi vì nhìn từ xa quý vị không thấy gì cả. Những con rối chỉ nhỏ thôi. Họ không thể làm con rối to như thật. Như vậy, họ không thể mang theo đây đó. Nhưng tôi không biết họ có thể làm người hành to lớn, phải không? Họ dùng dây. Dây rất chắc. Dây rất chắc, phải không? Cơ bắp khỏe. Ồ, ra vậy. Giờ tôi hiểu rồi. Rồi điều khiển người giả như thật. Tùy thấy chúng cử động tự do. Thật ra là do bộ dây điều khiển. Chủ yếu đều là do bộ dây điều khiển. Một bộ dây. Dây dừng giật. Tất cả trở về yên lặng. Các trò huyễn đều vô tánh. Như thế đó. Cũng giống như màn mối rối. Sáu căn chúng ta cũng như vậy. Chúng vốn từ một tinh nguyên minh, được phân thành sáu thứ hòa hợp. Nếu một căn dừng nghỉ quay về, thì cả sáu căn cũng sẽ ngừng. Trong một niệm, trần cấu đều tiêu, chuyển thành viên minh, tịnh nhiệm màu. Nếu một cơ quan ngừng hoạt động, ngừng hướng ra bên ngoài, thì tất cả các cơ quan khác cũng trở nên thanh tịnh và phản ứng giống nhau theo một niệm thanh tịnh. Và vì vậy, mọi thứ khác, ảo tưởng, ô uế, tất cả đều biến mất. Chỉ có tánh viên minh, nhiệm màu sẽ được hiển lộ. Giống như khi đang thiền, quý vị chỉ thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, không thấy gì khác. Nếu có trần cấu, còn cần phải học. Nghĩa là phải tiếp tục thiền.
Không phải như quý vị thọ tâm ấn vào pháp môn Quán Âm, rồi tất cả ô uế, tất cả bất tịnh sẽ rời khỏi quý vị. Quý vị cần phải tiếp tục nếu có gì điều gì không thuần khiết vẫn còn tồn tại. Vậy thì thấy đó, quý vị cần phải tiếp tục học, quý vị vẫn cần phải học, nghĩa là tiếp tục tinh tấn tu hành. Sáng suốt tột cùng tức Như Lai. Khi quý vị đạt sáng suốt hoàn toàn bên trong quý vị bất cứ lúc nào, ánh sáng thiên đàng nội tại tỏa sáng luôn luôn qua tánh nghe hay qua thiền ánh sáng, thì quý vị đã tìm được Phật tánh chân thật của mình. Như Lai, đó nghĩa là Phật. Thì quý vị tìm được vị Phật của mình. Đại Đức A Nan và đại chúng, hãy tự quay tánh nghe trở vào. Quay tánh nghe, lắng nghe tự tánh. Đến khi tánh đạt đạo vô thượng. Quý vị làm vậy cho đến khi đạt đạo vô thượng. Thật tánh viên thông là như vậy. Đây là cánh cửa để vào. Ý ông là pháp môn Quán Âm là cánh cửa để quý vị vào bên trong, đi vào. Họ chỉ nói đi vào nghĩa là quý vị đi vào bên trong, để đi vào quả vị Phật, để đi vào chân tánh. Bởi chư Phật nhiều như vi trần, đây là cánh cửa mà chư Phật dùng để đi vào. Đây là con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn. Con đường duy nhất, chà, thậm chí không có con đường nào khác dẫn tới Niết Bàn mà là con đường duy nhất để nhập Niết Bàn. Quý vị không phải may mắn sao? Dạ. Chư Phật Như Lai thời quá khứ tu pháp môn này được thành tựu. Chư vị Bồ Tát trong hiện tại đều thể nhập sáng suốt viên mãn. Những ai tu học ở vị Lai tu pháp môn này cũng sẽ nương theo pháp này. Con cũng nhờ pháp này mà tu chứng. Đó là văn thù Bồ Tát, chẳng riêng một mình Quán Thế Âm. Thảo nào ông đầy trí huệ. Quán Âm Bồ Tát rất uy lực, ông này đầy trí huệ. Cả hai đều nhờ pháp môn Quán Âm. Sao? Pháp Quán Âm. Pháp Quán Âm giỏi. Pháp môn Quán Âm, tôi chỉ thử xem quý vị có chú ý hay không. Tốt là quý vị có chú ý, như lời Đức Phật, Thế Tôn hỏi, con chân thành chọn phương tiện này. Có nghĩa là phương tiện khéo léo, một phương tiện khéo léo, cứu độ chúng sinh thời mạt Pháp. Cho những người cầu Pháp xuất thế gian, thành tựu tâm Niết Bàn. Có nghĩa là sẽ thành Phật. Pháp môn Quán Âm là tối thượng. Là thiền quán âm thanh thiên đàng nội tại, âm thanh của vũ trụ. Họ nói thế gian âm, nhưng có nghĩa là họ không hiểu lúc đó, họ không nói vũ trụ. Tôi đoán bởi vì họ không biết gì về vũ trụ. Thế gian âm, họ nói mấy điều như vậy là chấn động lực mà chúng ta đang nghe mỗi ngày. Tất cả những phương tiện tu tập khác đều cần uy thần của Phật giúp, là ân điển. Ân điển của Phật. Mặt khác, không phải vì xúc chạm, không phải vì khẩu vị mà họ đã khai ngộ. Phật, sư phụ của họ đã gia trì cho họ lúc đó. Trong một số trường hợp, họ đạt siêu việt ngay lập tức. Nhưng không phải pháp tu học thường. Đồng giảng cho người căn tánh cạn sâu. Ông nói các pháp môn khác chỉ tốt do nhờ ân điển của Đức Phật lúc đó, sự gia trì của Minh Sư lúc đó, và bởi vì điều đó nó có thể mang lại cho quý vị tức khắc khai ngộ một phần nào đó, nhớ không? Tôi nghĩ trong truyện của Yogananda hay gì đó, người đệ tử đi lên núi và đi chỗ này chỗ kia, kể cả nguồn sông để tìm cảm giác khai ngộ, và sau đó quay lại với thầy, vị Minh Sư chỉ chạm vào ngực và ông ấy lập tức thấy ánh sáng thiền đàng nội tại và mọi điều khác. Và vị Minh Sư nói, sông núi không thể cho con sự khai ngộ. Nhưng Ngài để đệ tử đi tìm trước.
tới khi không thể tìm thấy nhiều, và rồi ông ấy quay lại. Không chỉ núi sông thôi, mà ông ấy cũng đi tìm các ẩn sĩ, các vị thầy khác đang ẩn dật nơi nào đó trong các ngọn núi hoặc nơi nào đó gần sông để họ tu hành. Ông ấy nghĩ có lẽ sư phụ của ông vô dụng, không giỏi, bởi vì ông không tìm thấy gì hết khi ở bên sư phụ một thời gian dài. Có lẽ ông ấy nhìn sai hướng, cũng y như Anan. Ở bên cạnh Phật mỗi ngày cho rằng mình là cao thủ nào đó, nhưng không phải thế. Cho nên, ông rơi vào bẫy của một phụ nữ đẹp, rồi sau đó cảm thấy khiêm nhường hơn chút. Có lẽ cô nàng hiện hữu là cho mục đích đó. Mọi việc đều tốt cho mục đích nào đó. Cô nàng chờ Anan ở đó để cắt ngã chấp của ông. Và sau đó, ông trở nên khiêm nhường hơn. Vì vậy, ông có thể lắng nghe tất cả những điều này. Bằng không, có lẽ ông cảm thấy không thích. Ta biết mọi điều rồi, ta lắng nghe Phật bao năm qua. Ông có gì để bảo ta chứ? Sư phụ của ta là Đức Phật. Ta ở bên Ngài, ngày qua ngày, ngay cạnh Ngài. Nhưng trí thức ngàn ông tiếp nhận ngay cả ân điển của Phật, sự kiêu ngạo đã giam ông bên trong cái ngã của ông. Nên ông thậm chí không nhận được phước lành từ Phật. May là Đức Phật đã phái người đến cứu ông. Nếu không, có lẽ ông sẽ ở lại với người đàn bà đó. Và sau một thời gian, Anan con sẽ ra đời. Và rồi Marangya con sẽ ra đời. Và rồi ông sẽ mãi mãi chìm đắm, ít nhất trong kiếp sống đó. Cho nên, thật sự, cô nàng là tốt cho ông. Sau đó, cô nàng cũng đi theo Đức Phật và xuất gia và tranh đùa với Anan xem ai giỏi hơn, ai nhanh hơn trên con đường khai ngộ. Vậy, ân điển của Đức Phật, lực gia trì của chân sư có thể mang lại cho quý vị tức khắc khai ngộ. Một số quý vị cũng có thể nghiệm như vậy. Và một số sa di từ các vị minh sư khác cũng có thể nghiệm đó. Vì vậy, minh sư tại thế có uy lực bên trong. Thành ra họ mới tìm minh sư tại thế chứ không tìm kinh điển. Và cũng tùy vào quý vị tìm gì. Nếu quý vị chỉ muốn tu tập chút ít gì đó, một tia sáng nhỏ, hoặc linh ảnh nào đó, hay bất cứ gì chỉ để cho qua thời giờ, hoặc tùy quý vị khao khát, muốn về nhà bao nhiêu, thì quý vị gặp dạng minh sư đó. Đừng trách thầy nếu họ không dạy quý vị pháp môn Quán Âm, hoặc không dẫn quý vị lên cảnh giới thứ năm, hoặc đến khai ngộ hoàn toàn hay giải thoát. Hãy trách chính mình. Quý vị tìm chưa tới nơi tới chốn, chưa thật sự nhiệt thành khao khát, chưa đủ thành tâm muốn về nhà. Ân điển của minh sư với tất cả pháp môn này đôi khi mang lại thể nghiệm siêu việt ngay lập tức, nhưng đó không phải là pháp môn tu hành bình thường, ngay cả đồng giảng cho người tánh sâu cạn, thậm chí cho những người đã tu nhiều kiếp cũng như người mới bắt đầu những pháp môn phương tiện này, không phù hợp, không thích hợp với mọi người. Thậm chí với một người vốn đã có sự khao khát giác ngộ sâu sắc bên trong họ, đã dày công tu hành từ nhiều kiếp rồi, ngay cả với họ, những pháp môn này vẫn không phù hợp. Nếu không có ân điển của Phật, thậm chí được Đức Phật gia trì, quý vị thấy đó, Anan cũng không được gì cả. Hai vị dược sư lập tức có được thể nghiệm khai ngộ. Vị tỳ kheo khác chỉ nghe giọng nói của Phật rồi đạt khai ngộ. Anan đã ở bên Ngài, nghe giọng Ngài mỗi ngày. Bao năm qua, không được gì hết. Anan đã ở bên Phật lâu rồi, thế mà không được gì hết. Thành ra, Phật muốn ông khai ngộ để bảo vệ ông khỏi bị một quyến rũ khác ở nơi nào đó nữa, bởi vì ông rất khôi ngô. Tôi đọc ở sách nào đó rằng, Phật cấm ông để lộ vai trần. Thông thường, tỳ kheo thời đó, họ chỉ có một cái mền. Họ quấn như thế và để lộ một vai. Và bởi vì phong tục, khi họ muốn thưa với Đức Phật, họ cũng để lộ một vai để tỏ lòng tôn kính. Dù vậy, Phật cấm Anan để lộ bất cứ gì.
Thậm chí chỉ một vài trận, làm sao có thể bị lôi cuốn và quyến rũ bởi vai trần của đàn ông? Điều đó tôi không hiểu, nhưng Đức Phật chắc phải biết. Ngài đã có 500 mỹ nữ. Nhưng Đức Phật không biết. Ngài là hoàng tử. Và tất cả phi tần, Ngài thậm chí không cần để hở mũi. Họ cũng chạy theo Ngài cả rồi. Vì tên họ của Ngài là hoàng tử và thậm chí là thái tử. Và ai cũng muốn địa vị đó, vợ của thái tử. Vậy nên Ngài thậm chí không cần để lộ một bên vai, ngay cả mũi Ngài cũng không cần, tai cũng không cần. Cho dù Ngài che từ đầu đến chân, họ vẫn chạy theo Ngài. Có lẽ Ngài biết mọi điều đó. Có lẽ Anan đẹp trai vô cùng. Ngay cả một vai cũng không thể để lộ. Thậm chí vậy, nàng Madanya vẫn chạy theo ông tu tập thần chú này. Chỉ vì ông, chỉ để quyến rũ ông. Thần chú tốt nhất, mạnh mẽ nhất mà không đàn ông nào có thể thoát. Nếu quý vị muốn chiếm một người đàn ông, đây là một phương cách rất thấp hèn, kém phẩm giá. Nếu quý vị phải dùng đến thần chú để quyến rũ đàn ông, thì tôi sẽ cảm thấy rất ngượng, xấu hổ, tội lỗi giùm quý vị. Dù có được anh ta, quý vị sẽ không bao giờ cảm thấy được yêu. Dù anh ta có thể hiện tất cả tình thương, quý vị sẽ nghĩ, ồ, đó là hiệu ứng đặc biệt. Lực lượng còn sót lại từ thần chú mà thôi. Quý vị biết anh ta không thương mình. Quý vị theo đuổi anh ta, gài bẫy anh, lừa gạt anh. Trong tâm, quý vị sẽ không bao giờ thấy mãn nguyện như một phụ nữ được thương yêu. Cho nên vô dụng. Nhưng đây là vấn đề. Đây là vở kịch bao quanh Đức Phật và vị tỳ kheo của Ngài. Để A Nan trở nên khai ngộ hơn, cẩn trọng hơn và khiêm nhường hơn. Và để người phụ nữ đẹp này cũng có thể được khai ngộ. Sau đó cô ấy trở thành A-la-hán. Vậy cả hai người đều có gì đó. Có gì đó với nhau. Để cho và nhận, để trả và để làm gì đó. Diễn vở kịch này. Thế rồi Văn Thù Bồ Tát tiếp tục nói, con này đảnh lễ chư Như Lai. Chư Như Lai. Ở đây ông nói, con này đảnh lễ các vị Như Lai giống nhau và tam tạng, kinh luật luận và các bậc vô lậu, chẳng thể nghĩ bàn, tất cả các vị thánh và hiền nhân mà không còn khiếm khuyết nữa, nguyện xin gia hộ cho đời vị Lai. Không lầm lẫn trong pháp môn này. Không ai sẽ hoài nghi pháp môn này. Đây là phương tiện dễ thành tựu. Dễ hay không đối với quý vị? Dạ, dễ. Pháp môn Quán Âm, dễ hay không? Có hay không? Dạ, dễ. Cũng rất hợp để dạy cho Anan. Cũng dễ thành tựu cho Anan. Cùng chúng sinh trầm luân. Thời mạt Pháp, có nghĩa là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ông nói 500 năm sau, đó là thời mạt Pháp. Đối với Pháp của Ngài, họ nên tu tập nhĩ căn này. Nhưng thật ra, trong thời nay, một số năm trong thời chúng ta, trừ khi chúng ta ra đời, cho đến những năm gần đây, họ gọi đó là hạ nguyên, nghĩa là thời mạt Pháp. Thật ra, cũng không chỉ mạt Pháp của Đức Phật thôi, mà thời hạ nguyên, nghĩa là thời mạt Pháp. Vậy chúng ta may mắn là vẫn có pháp môn để tu hành. Chúng ta cần phải cảm ơn tất cả các vị thánh, hiền nhân đã bảo vệ và bảo tồn pháp mạch của pháp môn Quán Âm cho đến nay. Chúng ta thật sự biết ơn. Vì mạch Pháp không phải lúc nào cũng đi theo một hướng hoặc ở một nơi. Tựa như dòng sông, nó chảy dưới đất nơi nào đó, sau đó nó trồi lên nơi nào khác, và rồi lại bị ẩn dưới lòng đất trở lại. Còn tùy, ha. Rồi nó lại xuất hiện. Cho nên nếu đôi khi cứ tìm kiếm trong cùng một truyền thống, chúng ta có thể trật mục tiêu. Tôi mừng quý vị đã không trật mục tiêu. Tôi mừng quý vị đã đủ khôn ngoan để nhìn xa trong rộng. Ông nói rằng cùng chúng sinh trầm luân thời mạt Pháp chỉ cần tu tập nhĩ căn này.
nghĩa là tánh nghe chân chính, viên thông, siêu vượt những pháp môn khác. Đó là con đường đến Bồ Đề chân chính. Chân tâm, ông nói chân tâm, nhưng ta lo quý vị lẫn lộn với tâm trí đầu óc, nên ta mới nói Bồ Đề chân chính, chân tâm. Chân tâm có nghĩa là chân ngã, khai ngộ chân chính, tư tưởng chân chính, trí huệ chân chính thực sự duy nhất. Lúc ấy, A Nan và cả đại chúng thể nghiệm thân tâm trong sáng. Nhận được sự khai thị uyên thâm như vậy, họ quán tưởng tới Bồ Đề và Đại Niết Bàn của Phật như một người đã du hành xa vì công việc, biết rằng họ đang trên đường về nhà, mặc dù chưa hoàn toàn về tới nơi. Toàn thể Pháp hội, Thiên Long Bát Bộ là tất cả các loại thần khác nhau và ma quỷ và con người, hàng nhị thừa hữu học, cùng tất cả chư vị Bồ Tát sơ phát tâm nhiều như cát trong 10 sông Hằng. Quý vị phải biết lúc đó cũng có chư vị Bồ Tát vô hình và chúng sinh vô hình nữa, thành ra mới nhiều như cát trong 10 sông Hằng. Chứ không phải đạo tràng của Đức Phật có thể chứa tất cả chư vị Bồ Tát hữu hình này. Vì tôi nghĩ đạo tràng của Ngài cũng không thể lớn hơn đạo tràng của tôi ở đây. Đều nhận ra bản tâm, lìa xa trần cấu, đạt pháp nhãn thanh tịnh. Có lẽ lúc đó, mọi người nhìn thấy ánh sáng thiên đạo nội tại, thấy ánh sáng. Tỳ kheo ni có danh hiệu là tánh. Sau khi nghe bài kệ này xong liền đạt A-la-hán. Chỉ nghe bài kệ đó thôi mà cô ấy đạt quả vị A-la-hán, và vô lượng chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là muốn trở thành khai ngộ như Phật. A Nan chỉnh trang pháp phục, cúi đầu ở giữa pháp hội, chắp tay đảnh lễ, tâm tánh hoàn toàn sáng suốt. Ông cảm thấy vừa mừng vừa tủi. Ý định của ông là để lợi ích chúng sinh đời vị lai, nên ông cúi đầu thưa với Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đại Từ Bi, con đã tỏ ngộ và nhận pháp môn thành Phật, nghĩa là pháp môn Quán Âm lúc nãy, và con có thể tu tập mà không còn chút hoài nghi. Con thường nghe Như Lai dạy rằng, tự mình chưa được độ mà độ người trước, đó là sự phát tâm của hàng Bồ Tát. Tự mình đã khai ngộ viên mãn, rồi có thể khai ngộ cho người khác. Đó là sự ứng thế của các đức Như Lai. Con tôi chưa được độ, nhưng nguyện độ cho tất cả chúng sinh trong thời mạt pháp. Vân vân. Và rồi ông hỏi Đức Phật làm cách nào, và lần trước chúng ta đã đọc rồi. Bạch Thế Tôn, những chúng sinh này cách Phật ngày càng xa, và sẽ có nhiều tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Con muốn khiến những chúng sinh đó nhiếp tâm nhập định. Làm sao con có thể khiến họ bình tâm ngự trong Bồ Đề đạo tràng để khỏi bị ma quỷ lợi dụng và không thối tâm Bồ Đề? Rồi Đức Phật nói, Đức Phật sẽ dạy chúng ta làm sao để thanh tịnh, nhớ không? Năm giới luật, từ đó trở đi. Lần trước chúng ta đọc rồi. Tôi không chắc đã đọc hết chưa? Ngài đã nói. Ngài nói, lúc bây giờ, Đức Thế Tôn khen ngợi A Nan trước toàn thể Pháp hội. Ngài nói, hay thay, như điều ông hỏi làm sao để lập Bồ Đề đạo tràng và để cứu giúp và bảo vệ chúng sinh đang bị chìm đắm trong đời mạt pháp. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta Như Lai sẽ nói cho ông biết, và tôi đã đọc cả rồi, nhớ không? Quý vị cần phải đoạn trừ dục vọng, tư tưởng sát sinh, vân vân. Chúng ta đã đọc điều đó rồi, vậy được rồi. Cho đến đoạn các tỳ kheo này không mặc hàng tơ lụa, không đi giày da, mặc lông thú hay lông vũ, vân vân.
và không dùng sữa, kem hoặc bơ thì có thể thật sự vượt qua thế giới này, nhưng cũng phải tu pháp môn Quán Âm. Ý của Ngài là vậy, vì cách đó tốt hơn, bởi vì thấy đó, mặc dù Anan đã xuất gia rồi, chắc chắn ông không mặc hàng tơ lụa, không đi giày da. Nếu Đức Phật đã dạy quy tắc này trong đạo tràng, ông sẽ không mang mặc những thứ đó, nhưng ông vẫn chưa khai ngộ. Đức Phật cần dạy ông pháp môn Quán Âm, và tất cả tăng ni cũng cần học pháp môn Quán Âm. Cho nên pháp môn Quán Âm là tuyệt diệu. Tốt ha. Dạ, được rồi, cảm ơn quý vị. Nhưng quý vị nhớ, Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng lập Bồ Đề Đạo Tràng, nghĩa là một nơi thanh tịnh để quán tưởng. Quý vị cần phải ngồi 100 ngày, không ăn, không ngủ, thậm chí không uống. Có lẽ quý vị có thể làm được điều đó với đức tin vững chắc vào Đức Phật và với một vị minh sư thuần khiết truyền cho quý vị pháp môn thuần khiết này, hoặc giúp Bồ Đề Đạo Tràng thanh tịnh. Bằng không, Ngài nói vô dụng. Và đọc bài thần chú bất tận này mà tôi đã bỏ qua. Tôi không đọc cho quý vị nghe vì nó được dịch từ tiếng Phạn, phiên âm từ tiếng Phạn. Cho nên tôi không chắc nó hữu ích hay không. Nó có thể hữu ích, nhưng tôi không biết quý vị có thời giờ đọc chú hay không. Hôm nay lịch của chúng ta kết thúc ở đây. Có lẽ hẹn gặp quý vị lần sau. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng. Mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Chào, kính chào sư phụ, những người xinh đẹp. Tôi cũng thích, cũng giúp ích khi ta nói với những người khai ngộ hơn. Như vậy, chúng ta có cùng tần số hơn, không chà xát bất cứ đâu, không bất động. Nhưng tôi thương tất cả quý vị bất kể thế nào.